Rồi em chào mấy chị nha, mấy chị vào like chia sẻ giùm em mấy chị ơi. Hôm nay em lên hơi trễ xíu nha mấy chị nha. Con chào cô Trương Thấm nè, con chào mấy cô nha, mấy cô đang xem mấy cô chấm chấm chia sẻ lên giùm con một lúc chia sẻ nha. Rồi đầu like hôm nay em tặng cho mấy chị bộ này. Đầu like hôm nay em tặng cho mấy chị bộ này nha. Rồi vào like chia sẻ chấm lên cho em xin một nút chia sẻ mấy chị ơi. Chấm lên giùm em để em lên cho mấy chị. Rồi tặng tặng bộ này giá 0 đồng, nhanh tay chia sẻ liền giùm em. Tặng bộ này giá 0 đồng đó chị nha. Em tặng bộ này giá 0 đồng, nhanh tay chia sẻ lên giùm em. Em chào mấy chị nha, mấy chị vào chia sẻ chào chào giùm em đi mấy chị. Để cái này xây nha. Cái tay nó bị xước rồi, mình có cây vũ cái tay không ạ? Mấy chị vào like chia sẻ giùm em đi mấy chị. Nha, chia sẻ giùm em đi. Có nhà nào được bác? Rồi vào like chia sẻ giùm em chưa? Chị nào chia sẻ còn mấy chị chấm chấm lên cho em lên biết mấy chị ơi. Cho em thấy mấy chị nè. Chưa thấy ai chia sẻ chưa á? Vào like chia sẻ cho em cá nhân. 5 lần cho em cá nhân, 2 lần hội nhóm nha. Ủa 5 lần hội nhóm luôn giùm em nha. Em chào chị Phạm Ái nè. Chị Phạm Ái chia sẻ lên giùm em nha. Chị nào có hiện lên logo người chia sẻ thì em sẽ tặng cho mấy chị nha. Tí nữa lỡ mà có quay chơi, quay game trúng hưởng cho mấy chị, trúng ngay mấy chị có hiện logo người chia sẻ thì em sẽ tặng. Còn trúng ngay cái chị nào mà không có hiện lên logo người chia sẻ phía sau thì em sẽ không có tặng được nha. Rồi. Rồi xong chưa mấy chị ơi? Vào like chia sẻ giùm em nha. Em chào chị Khánh An. Rồi em chào chị Khánh An nè. Chào Hư. Dạ em chào chị Khánh An. Rồi chị nào đang xem like mấy chị chấm chấm chia sẻ cho em đi. Chia sẻ lên giùm em đi. Nãy giờ chỉ có 3 chị chia sẻ à. Nha, vào like chia sẻ giùm em nha. Cho em xin một nút chia sẻ mấy chị nha. Rồi em tặng nè. Mấy chị đây em chỉ mấy chị cách chia sẻ. Mà mang đưa xong chưa? Chị đã chưa? Chia sẻ đi rồi đương hỏi. Đây em sẽ chỉ cho mấy chị cách chia sẻ hiện lên logo người chia sẻ giống như chị Khánh An. Đây, đây cái này nè là cái dấu chia sẻ đó, logo người chia sẻ đó. Tặng quà gì chị đẹp? Dạ hôm nay em tặng cho mấy chị bộ đồ này nha mấy chị nha. Em tặng chích ra một bộ em tặng cho mấy chị. Em chích ra một bộ em tặng mấy chị nha. Chị dâu tay chia sẻ em 5 lần trang cá nhân với lại 5 lần hội nhóm giúp em nha chị ơi. Tặng bộ này. Tặng nha mấy chị nha. Đây mấy chị ơi, mấy chị vào like, mấy chị ở dưới góc này nè, nó có chữ chia sẻ, mấy chị bấm vô chữ chia sẻ giùm em. Đó, rồi bấm vô chữ bài viết. Bấm vô chữ đăng. Đó, làm 5 lần vậy giùm em nha, chia sẻ nè, bài viết nè, đăng. Đó, với lại là mấy chị chia sẻ nhóm liền giùm em, chia sẻ nhóm nè. Rồi chia sẻ lên nhóm, phải không ta? Đâu rồi, chia sẻ lên nhóm nè. Đó. Những cái nhóm mấy chị tham gia thì mấy chị bấm vô chia sẻ lên giùm em nha mấy chị nha. Bấm vô chia sẻ lên giùm em. Để hiện logo người chia sẻ ha. Đó mấy chị làm theo em đi mấy chị. Mấy chị làm theo em đi mấy chị nha. Rồi vào like chia sẻ giùm em. Cho em xin 2 phút đầu like để cho mấy chị chia sẻ ha. Em chào chị Trúc Linh nè. Em chào mấy chị yêu nha. Chị yêu nào đang xem like chấm chấm chia sẻ lên giùm em hi hi. Em hi hi chị nè. Hello mấy chị nha. Bị xúc ngón tay à, có cái cây dũa không? Rồi tặng 0 đồng ghi giùm em mã nè, bắt đầu ghi mã nha. Chị nào mà không có lô không có chia sẻ là em không có tặng được.
tí nữa em quay game là em không có tặng được ha mấy chị nha. Rồi em tặng cho mấy chị bộ này ha, em chích ra một con em tặng. Em chích ra một con em tặng nha. Mấy chị về mấy chị mà không vừa mấy chị cũng bán là được, hoặc là mấy chị tặng bạn, tặng tặng chị em trong nhà cũng được. Rồi ok. Tại vì á cái này em tặng em chích ra một con thì một xay tùy hên xui nha, khi hên xui cái xay thôi nha. Rồi bây giờ ghi giùm em mã gì giờ đây? Mã là quần áo siêu rẻ anh Thư. Ghi giùm em mã đi mấy chị ơi, quần áo siêu rẻ anh Thư. Khỏi kèm số điện thoại, chỉ ghi là quần áo siêu rẻ anh Thư giùm em đi. Em sẽ tặng cho mấy chị bộ này. Em sẽ quay game trúng thưởng. Em quay trúng chị nào thì em tặng cho chị đó ha. Em kiểm tra chị đó có chia sẻ cho em 5 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm thì em sẽ tặng cho mấy chị. Được chưa? Rồi vào like chia sẻ giùm em đi mấy chị. Em chào chị Hoa đang. Rồi chia sẻ lên giùm em nha. Mã là quần áo siêu rẻ anh Thư là cái tên của shop em mấy chị nha. Ghi giùm em là mã quần áo siêu rẻ anh Thư. Em sẽ quay game, em sẽ vô game em quay nè mấy chị nha. Chúng chị nào thì em sẽ kiểm tra chị đó. Nếu mà mấy chị có chia sẻ đầy đủ 5 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm thì em sẽ tặng cho mấy chị nha. Còn chị nào chia sẻ không đủ em cũng không có tặng được đâu. Nhớ nha mấy chị nha. Chia sẻ lên cho em đi, sao có mấy người chia sẻ sao em tặng được đây. Chia sẻ nhanh đi, rồi mấy chị muốn lên mẫu gì. Mẹ đóng cửa cơm cho nó bớt ồn hơn mưa rồi. Ở chỗ mấy chị có mưa không mấy chị? Chỗ mấy chị có mưa không? Bên em mưa quá nè. Nhiều khi nó hơi ồn xíu mấy chị nghe không rõ, mấy chị hỏi lại cho mấy chị nha. Nhiều khi mấy chị, em mưa bên em sẽ nghe không rõ. Thì mấy chị không nghe rõ cái mã nào mấy chị hỏi lại giùm em nha. Rồi vào like chia sẻ giùm em chưa? Vào like chia sẻ giùm em nha. Có ồn không mấy chị? Mưa có ồn không? Bữa nay có đúng 3 chị chia sẻ luôn á, sao em tặng được đây. Vào like chia sẻ cho em đi, ghi giùm em là mã quần áo siêu rẻ anh Thư giùm em mấy chị nha. Rồi bây giờ em sẽ quay game. Chấm chấm lên giùm em mấy chị ơi. Chấm chấm lên giùm em nha. Em chào chị Trần Trâm nè, mã quần áo siêu rẻ anh Thư. Dạ em cảm ơn chị nè. Cứ chị nào có chia sẻ cứ comment lên giùm em nha. Cứ comment lên giùm em. Lỡ may mắn mấy chị được trúng rồi sao, đúng không? Rồi vào like chia sẻ cho em đi. Ủa sao bữa nay không ai chưa vô với người ta? Phải chia sẻ nhiều giùm em nha mấy chị nha. Rồi tặng mã quần áo siêu rẻ anh Thư. Quá xuất sắc. Rồi bây giờ em sẽ quay game. Rồi bây giờ bắt đầu em sẽ quay game nha. Chúng chị nào thì em tặng cho chị đó được không? Chúng chị nào thì em tặng cho chị đó nha. Rồi bắt đầu em sẽ quay game để em quay cái màn hình. Rồi ghi chưa mấy chị nha? Quần áo siêu rẻ anh Thư. Bắt đầu em sẽ quay. Chúng chị nào thì em tặng chị đó ha. Mấy chị chấm chấm lên giùm em mấy chị ơi. Ủa đâu có tiêu rồi? Không thấy luôn á. Rồi ghi giùm em mã quần áo siêu rẻ Thư chưa? Chấm chấm lên giùm em hết chưa? Bây giờ bắt đầu em sẽ ghi nha. Em sẽ quay. Chúng chị nào thì em tặng cho chị đó mấy chị nha. Quần áo siêu rẻ anh Thư. Mã là quần áo siêu rẻ anh Thư được tặng quà mấy chị nha. Quần áo siêu rẻ anh Thư đó, chúng ngừng ngay chị nào thì em tặng cho chị đó thôi nha. Nên mấy chị vào like mấy chị chấm chấm chia sẻ lên giùm em đi, lỡ may mắn trúng được mấy chị rồi sao, đúng không? Đó ngừng cái chỗ chị nào đây. Chị Trần Trâm, chị Trần Trâm kiểm tra có chia sẻ đầy đủ chưa cho anh. Chị Trần Trâm có đúng không? Rồi ok em chốt với chị Trần Trâm. Chị Trần Trâm nhớ kèm em sản phẩm nha. Có mã tặng nhớ kèm em 2 sản phẩm bằng đi đơn nha chị nha. Rồi em in phiếu cho chị nè. Rồi ok. Nếu mà tí nữa mà còn tương tác nhiều nữa thì em sẽ tặng tiếp với chị nha. Nếu mà có tương tác nhiều thì em sẽ tặng tiếp. Đây em trúng với chị Trần Trâm, mã trúng thưởng. Rồi bảo vô chị Trần Trâm. Rồi ok nè. Mấy chị muốn lên mẫu gì mấy chị báo lên giùm em liền nha mấy chị. Mấy chị muốn lên bộ nào? Đó, em có ống rộng nè, dài rộng nè, dài rộng, đồ bông
có bộ đồ hun giấy khói 100 luôn không? Dạ có luôn, bộ đồ hun giấy mà. Hun giấy mình còn không? Cái bộ mà vừa xe 100 á. Dạ còn nha chị nha. Mặc được đúng không? Đẹp lắm. Cái chất đó là chị làm mà hết bận á, là bận rất là đẹp luôn. Cái quần nhỏ cái áo nó rộng lên mặc rất là mát luôn. Cái chất hun giấy rất là mát luôn đó mấy chị. À, chị Lê Trần ơi, chị lên số ký chiều cao cho em đi chị Lê Trần. Lên số ký chiều cao giùm em đi, em lên cho chị lựa. Chị nào chưa có mã tặng thì mấy chị đừng có buồn nha. Bên em là ngày nào cũng tặng hết trơn á. Bên em là ngày nào em cũng tặng hết trơn á mấy chị nha. Đừng có buồn, không được lần này thì tới lần khác sẽ được tặng mấy chị nha. Rồi ok. Chị Lê Trần ơi, chị cho em xin cái số ký chiều cao đi chị Lê Trần. Đây, em lên trước vài con cho mấy chị lựa nè. Đẹp lắm luôn. Bây giờ em sẽ đọc mã nha, em sale luôn. À, đồ đẹp ghê dạ, em cảm ơn chị. Ủa chị Hương Ngọc Lan nhận hàng rồi hả chị Hương Ngọc Lan? Nhận hàng rồi hả chị? 62kg 1m58 là mặc ok luôn. À, còn mẫu giống vậy không em? Mẫu giống vậy hả? Bây giờ chị, bây giờ em lên cái size, cái mẫu chắc mẫu tặng quá. Cái mã tặng đúng không chị Hương Ngọc Lan? Để em lên cái size của chị cho chị lựa ha, đợi em xíu nha. Rồi đây rồi, chị nào ưng thì nhanh tay chốt đi giùm em. Mã này là mã số 1. Form này tầm 65kg đổ về mặt vừa giùm em mấy chị nha. Em sale cho mấy chị giá 100.000 thôi. Mẫu này em bán 100 mấy lận nhưng mà đây em đang sale. Sale cho mấy chị giá 100.000. Nhận hàng, nhận đồ, nhận rồi, đồ đẹp lắm. Rồi em cảm ơn chị rất nhiều luôn nha. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt cho em liền con này. Mã số 1, 65kg đổ về giùm em nha. Đầy đủ luôn, 65kg đổ về, cực kỳ đẹp luôn mấy chị nha. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt cho em, có hai túi hai bên luôn nha. Nào em chỉ mấy chị cho coi. Cái này là khối với chất hun giấy giùm em, mặc rất là mát luôn. Hàng này là hàng thiêu giùm em luôn mấy chị thấy không? Thiêu luôn, thiêu trực tiếp luôn. Bán 100 mấy nhưng mà bây giờ số lượng quá thì nhiều luôn, nên em mới sale. Em sale lỗ mấy chị mấy con này luôn nè, chứ không có ai bán 100.000 mấy chị bộ này đâu. Chất vải rất là đẹp nha. Bây giờ em sẽ đọc, em sẽ đưa mã lên, em đưa qua văn lên. Rồi mấy chị hãy chốt mấy chị nha. Rồi ok nè. Nè bây giờ em sẽ đọc mã nha. Ưng mã nào chốt mã đó thì em mấy chị nha. Em sẽ đọc mã từ đây tới 100 luôn. Nên chị nào muốn xem like lại thì mấy chị muốn chốt thì mấy chị cứ ghi mã giùm em lại, em soạn đồ cho mấy chị liền ha mấy chị nha. Nhớ ngay số ký chiều cao mà hãy chốt mấy chị nha. Phân này bây giờ em đang lên size 65kg đổ về. Ghi giùm em con này mã số 2. Ghi giúp em là con này là con mã số 2, cực kỳ đẹp luôn, hàng thiêu mấy chị nha. Hàng này là hàng cao cấp giùm em luôn mấy chị nha. Hàng cao cấp luôn. Đó, hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Chất rất là đẹp. Đừng có ai nói là mỏng nha. Tại vì cái này là chất hun giấy, mặt mát chứ không mỏng, không thấy hấu vô trong đâu, chị cứ yên tâm đó mấy chị nha. Rồi mã số 2 giùm em qua văn này. Mã số 2 qua văn cam, cam đất đẹp quá luôn mấy chị ơi. Mã số 2. Mã 2. Đó, ưng mã nào chốt mã đó thì giùm em 65kg đổ về mặt vừa giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi mã số 3. Mã số 3 giùm em, cái qua văn khác nhau thấy không? Đó, mã số 3 giùm em nha. Mã số 3 đó, nói chị thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Mã số 3, mặc rất là sang nha. Mấy cô lớn lớn tuổi mặc ok luôn. Ồ, đồ đỏ phía sau là em còn một con đó số 3 67kg đổ về. Nó đâm kêu về thôi. Giá 210 một bộ em chơi. Nhiêu? Bộ đỏ hả? Đó. À, bộ đỏ mình còn xay gì? Có rồi, có một xay thôi. Có con, hả? Hai con số 1. Mẹ anh trai. Chỉ 58 mặc nguyên vừa không? 58 58 cái mẫu nó vừa đó, nhưng mà em còn lẻ size nên em sale không cho, để em từ đi. Rồi con sọc này mã số số 4 giùm em nha. Sọc đỏ thì mã số 4 giùm em. Chị là ưng thì chốt em mã số 4 nha. Quần dài luôn mấy chị nha. Mã số 4. Đây em còn được có đúng như đây nữa là em hết luôn rồi mấy chị ơi. Nên em đưa lên cho mấy chị xem mã luôn. Ưng mã nào cứ chốt mã đó cho em. Mã số 4 là sọc đỏ. Mã số Ủa số 5. Số 5 là sọc vàng. Số 5 là sọc vàng giùm em nha. Ưng mã nào chốt mã đó giùm em. Sọc vàng. Sọc này nãy lên rồi đúng không? Sọc này ủa khác. Sọc này khác nữa. Rồi đây, con này mã số 6. Số 6, cổ xuất sắc luôn các chị ơi. Qua văn rất là đẹp nha. Mã số 6 giùm em, hàng này là hàng xịn giùm em nha. Chất khung giấy xịn em. Mã số 6. Rồi con này mã số 7 cho em mấy chị ơi. Ở đừng lộn bụng. Mã số 7 quá xuất sắc. Con này là quá xuất sắc, gọi là quá xuất sắc luôn các chị nha. Con nào rất là chuẩn luôn các chị nha.
chất khuôn giấy chuẩn luôn. Rồi mã số số 6 không? Ủa số 7 chứ, con này mã số 7 giùm em nha. Mã số 7 52kg, chị Vân mua 52kg. Đồ đỏ, đồ đỏ không vừa, em không vừa. 52kg, em còn màu khác nha. Để em xíu. Rồi con này mã số 8. Mã số 8 cho em á chị nha, quá trời xuất sắc luôn. Mã 8, mã 8, hay mã 8, chút mã 8 giùm em nha. Mã 7 cho chị Trần Lê Trần, chị Lê Trần lên số điện thoại giùm em nha. Ghi em mã 7 kèm. Mã 7 kèm số điện thoại, ghi chung một hàng luôn để bấm thẻ cho dễ cho chị yêu nha. Rồi trời ơi con này bông nhí đẹp quá. Rồi, mã số 9 giùm em. Ồ phôi mà đẹp quá mấy chị ơi. Mã số 9 giùm em nha mấy chị nha. Ồ đẹp lắm luôn á. Mã số 9. Rồi con này mã số 10 giùm em, phôi này 65kg đổ về mặc ok hết giùm em nha. Chị nào thích màu sáng thì chốt màu sáng, còn chị nào thích màu màu tối thì chốt màu tối giùm em. Đó. Rồi ok chị Lê Trần có số điện thoại. Rồi con này mã số số 11 giùm em, ai ơi mã 11 chốt mã 11 giùm em màu đỏ. Đó, phơm rất là đẹp luôn các chị nha. Mã 11 giùm em, chị làm nhận đất hàng được rồi là các chị mê liền. Rồi mã 10 gì cho chị Lê Trần là 100.000 một bộ thôi các chị nha. Đó, 100.000 một bộ thôi. Rồi con này quá trời xuất sắc luôn, qua luôn nha, màu đỏ luôn. Rồi đây còn chị đậu thì chốt em 12. Rồi con này là mã 12 cho em các chị nha. Mã 12, ai ơi 12 chốt 12 cho em liền các chị nha. Mã 12. Em còn ít lắm nha. Ơn mã nào cứ chốt mã đó đi. Rồi con này mã 13. 13 form đẹp lắm mấy chị nha. Đó, cái form với lại cái sắc giải khung giấy của nó rất là chuẩn luôn mấy chị nha. Mặt rất là chuẩn luôn. Nó vừa mát nhưng mà nó không có sẽ nó sẽ không thấu vô trong đâu. Rất là đẹp, nó ẩn thận hiện rất là đẹp nha mấy chị nha. Rồi, con này 14. Rồi con này mã 14 quá xuất sắc. Sao cái nào lại cũng có hết trơn vậy ta? Mã 14 giùm em lấy mấy bộ mặc ra đó mấy chị. Cái này bận mát lắm, mùa hè hay là mùa giấy mặc rất là mát luôn, nên em có nên em lấy vài bộ mặc rồi đó mấy chị, em lựa vài bộ mặc rồi đó. Rồi có này mã 15 đó, mã 15 nha. Không nhiêu ký không, 75kg mà không vừa, 75kg đổ lại, 65kg đổ lại thôi, vừa hao mấy chị, 65kg đổ lại thôi. Để phơm này là phơm rộng. Đúng rồi, áo này là áo phơm rộng ha. Quần thì quần vừa nhưng mà áo là phơm rộng thôi em. Em lấy size từ 65kg trở về thôi. Rồi con này mắt 16 là con cuối cùng nha mấy chị nha. 16 là con cuối cùng. Rồi bây giờ mấy chị muốn xem mã nào lại, mấy chị cho em xin, cho em xin cái mã đi, em lên lại cho mấy chị xem qua văn lại nha. Thích mã nào cho em, mấy chị kêu em cho mấy chị xem qua văn lại. Rất là đẹp luôn. Chất khung giấy rất là đẹp nha. Rồi chị đã ưu chốt em 16 mã cuối cùng. Rồi ok bây giờ sẽ chốt nè. Rồi ok nè, hàng chốt với chị Lê Trần mã 7. Mã 7 nè, mã 10 nè, mã 14 nè, 15, 16, 10 rồi đó, mười mấy rồi. Vâng, bước cuối cùng là mười mấy rồi. Rồi 16 vậy cũng không, tổng cộng của chị là có 5 bộ nha. Tôi, của chị Lê Trần là có 5 bộ nè. À, em mặc 60kg. À, 60kg mặc vừa chị Hương Ngọc Lan ơi. Phơm này là 15 hả? 15. 15 em hết rồi. 15 em hết rồi chị Hương Ngọc Lan lựa giùm em cái mã khác thôi chị Ngọc Lan ơi. Chị Ngọc Lan chốt trước. Ủa lộn bậy, chị Lê Trần chốt trước. Chị Khánh An là mã 10, mã 13. Mã 10, mã 13 ok chị Ngọc Lan. Chị, ủa chị Khánh An. Và chị Hương Ngọc Lan mã 12 là ok nè. Mã 12 đâu mà. Dạ đây rồi ok, mã 12 cho chị Ngọc Lan. Ok, 12 cho chị Ngọc Lan. Đẹp lắm, em còn ít lắm mấy chị ơi. Không lấy là tiếc lắm luôn á. 12 cho chị Ngọc Lan. Là bỏ đi chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan gửi em qua trang khác đi không anh? Cái nào để riêng riêng qua đi, còn cái nào thì hai đưa lại thêm lần nữa cho mấy chị xem. Rồi. Các chị về mà thử đi, rất là mát luôn. Đây mã 1 nha, mã 1. Xong chưa? Rồi hãy qua đây chị hai đưa lại thêm một lần nữa cho mọi người xem. Rồi xong sẽ qua cái mẫu khác ha mấy chị nha. Em sẽ qua mấy cái mẫu tay lỡ cái này ra kia cho mấy chị lựa. Dơ lại em, ủa mới gì dơ mà. Đây này chịu ơi,
giờ đây. Mấy chị nhớ nha, hôm nay em like thì tí nữa em tắt like là em sẽ có người chốt đơn cho mấy chị luôn nha. Nên mấy chị nhớ là lưu ý điện thoại để nhân viên bên em điện thoại chốt đơn mấy chị luôn nha mấy chị nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Không đẹp là không lấy tiền luôn á. Cái này là hàng thiêu luôn giùm em nè, thấy không? Thiêu luôn giùm em nha. Đây coi lại nè chị ơi. Xong chưa? Đó, rất là đẹp luôn nè, mã 12 của chị Ngọc Lan nè. Xuất sắc. 12. Đẹp quá trời đẹp luôn. 12 nè. Rồi của chị à. Không, để lại nè. Và đưa mấy cái mà chưa lên á, đưa lại cho mấy chị kia xem. Khỏi điện thoại gửi hàng luôn rồi, chị Ngọc Lan là khách mơ hết. Khách bên em nên tí nữa là em sẽ không gọi số chị em đi luôn ha. Rồi đưa đây. Mã 1. Mã 1 đây nè, đây mã quần nè. Giờ đưa mấy cái áo khác đi. Rồi đây em sẽ dơ lại một lần nữa nha. Chị nào ưng cái mã nào thì chốt cho nó giùm em. Rồi đây con này mã số 2 nè. Em mặc luôn cho mấy chị xem ha, tại vì em còn ít à nên mặc luôn cho mấy chị xem. Rồi, ai ưng thì chốt cho em là mã số 2 nè. Con này là mã số 2 hồi nãy nè. Rất là đẹp nha. Mã số 2. Rất là sang luôn. Mã số 2 qua văn nè, và lên tiếp nè. Mã số 2 nha. Quá xuất sắc luôn, mã số 2. Rồi, mã số 3. Đó, em mặc từng luôn. Tại vì còn có 5, 6 bộ nè. Mã số 3. Quá đẹp. Mã số 3 nha. Ai ưng mã số 3 chứ, mã số 3 đá dập rất là đẹp luôn. Mã số 3. Mã số 3. Rồi mấy chị muốn lên thêm mẫu nào nữa mấy chị báo giùm em đi để em lên luôn cho mấy chị nè. Để em lên luôn cho mấy chị nha. Mấy chị muốn lên mã nào nữa không? Rồi con này mã số 4. Con này là mã số 4 giùm em mấy chị nha. Mã số 4 là sọc đỏ. Mã số 4 là sọc đỏ nè. Rồi mã số 5 là sọc vàng. Đó, tay đen luôn nha. Rất là đẹp luôn. Áo lẻ em không có 90kg chị. Áo lẻ em không có 90kg rồi chị Yến Ngọc ơi. Em đang đặt cho chị. Em đang đặt size 90kg á, chị không cảm đợi em nha. Đó. Mã số 5 đúng không anh? Số 5 sọc vàng nè. Rồi con này mã số 6 nè. Số 6. Áo lẻ đẹp lắm, mà 70kg luôn về thôi. Mã số 6 nè. Quá xuất sắc luôn. Mã số 6 100.000 luôn. Rồi mã này là mã số 8. Áo hung em đang mặc. Dạ không có rồi chị thì tiên lê. Chứ áo em đang mặc không có số 90kg rồi. Nha chị Ngọc Ngọc. Chị Ngọc Ngọc. Ủa chị Ngọc Lan hả? Mã 6 chị Ngọc Lan. Hả? Chị có mua đó. Cái nào? Thì Dương Lê hả? Là áo gì bằng dừa á. 90kg nè. Thấy hả? Áo dây á hả? À rồi ok, để hôm lên cho chị xem. Con này mã mấy anh? Mã số 8 giùm em. Đó, em đưa lại với chị xem ha, mã số 8. Lên tiếp. Trời ơi. Rồi, đây mã số 9 giùm em, còn hai con nữa là hết nha. Đó, ưng thì xem dập ly hả? Rồi ok. Xem dập ly ok. Mã số 9 đúng không? Mã số 9 giùm em. Phơm nè, mặt cái này là không thấy bụng luôn mấy chị nha. Mã số 9 giùm em, ai ưng mã số 9 chút mã số 9 giùm em nha. Mã số 9. Rồi con này mã 11. Con mã 11, có chị muốn lên mã nào mấy chị cứ báo giùm em nha, em cứ lên mấy chị lên xem. Mã 11. 11. Rồi con cuối cùng đây. Mã 13. 11, 13 là hình như là em có hai con. 13. Quá xuất sắc luôn. 13 rồi xong em hết. Rồi ai ưng mã nào cứ chốt mã đó giùm em nha.
ưng mã nào chốt mã đó đi dùm em, chất khung giấy bao đẹp luôn, không đẹp là thôi luôn á mấy chị ơi, bao luôn á mấy chị nha. Rồi mã 6 với mã 11 cho chị Ngọc Lan. Mã 1 hết rồi, mã 1 có 2 con nè, mà lên chốt của chị nào không con rồi. Giờ chỉ còn có 1 con, một là chị Khánh An thôi. Chị Khánh An lựa dùm em mã khác đi. Con làm dơ rồi chị lựa đi. Thôi dơ rồi, dơ hai lần rồi không có dơ nữa. Mình mời lên một khác cho mấy chị kia nữa. Mà mã 6 chốt của chị rồi đúng không? Mã 6 thì Ngọc Lan rồi, là mã 1 thì chị Ngọc Lan luôn, ok. Và chị Khánh An lựa dùm em bộ cái mã khác nha chị ơi. Rồi giờ lên mẫu này nè. Tay đổ lên. Áo áo dây này 90kg co giãn thoải mái mặc vừa chị ơi. Chị nào? Chị nào 90kg vậy? Chị Thị. Chị mua cái đợt này luôn hay gì? Không, cái đợt trước. Không, đợt trước là đợt áo nha. Không. Chị Thị. Chị gì ta? Mày đọc tên đi con vốn tôi rồi. Còn lai phơm này tầm cỡ 60 mấy mặt. Không, chạy 65kg là vừa luôn á chị. Nhớ cái tem. Rồi, số 1 không đưa nữa. Đó, con đang bận như số 1. Mày đưa cái đồ nào? Đó có, nãy con nói là chị nào 52kg thì dơ lên cho chị tôi. Nãy hả? Ừ. Vậy đi. 52kg là đẹp lắm chị ơi. Rồi 52kg thôi, chị nào 52kg. Ủa, này 55kg mặt vừa không đâu. 55, 50, 52kg. Đâu có nào. Đây 55kg đổ về giùm em con này cực kỳ đẹp luôn. 55kg đổ về giùm em con này, em còn ít nữa nha, em còn được có mấy con à, nhiêu mà? 210 giùm em. Em còn đúng có vài con thôi. 210 hàng thiêu luôn có gì nha. 230 xả 210 chị đã ưng mình tốt liền em. Bộ này màu đen ha. Thiêu đẹp lắm, thiêu này là rất là đẹp luôn. Rồi ghi em là 210. 210 đen vàng, 210 đen vàng, đen vàng 210 nha. 55kg đổ về giùm em. Còn cái màu đỏ này là xe máy hả? Thì ba là 65kg về. Rồi con đỏ này là 65kg đổ về giùm em. Đây con đỏ này là 65kg đổ về. Đó, con đỏ 65kg đổ về. Con này 60kg đổ về. Con này là 60kg đổ về. Số 2 mấy chị nha. 60kg đổ về số 2 cực kỳ sang luôn. Chỉ có vài con thôi nha, 3-4 con vậy thôi à. Tại vì xưởng gửi về có mấy con để xem thôi. Nha. Chị nào? Chị có kêu mình khỏi điện không? Có kêu khỏi điện nhưng mà khách mới. À, chị Lê Trần ơi, khách mới bên em là phải điện trước nha mấy chị ơi, là xác nhận số điện thoại. À, có bấm máy hay không á mấy chị? Tại nhiều khi á đúng rồi, nhiều khi mấy chị cho lộn số á rồi em gửi đơn đi là em không biết đường em gọi luôn á. Nha chị Lê Trần. Nhớ cái máy giùm em nha chị Lê Trần ơi. Lần sau mấy chị mua một lần thôi, lần sau mấy chị có yêu cầu em không điện thì em sẽ không điện, em gửi luôn nha mấy chị. Không điện em còn đỡ tiền điện thoại nữa đúng không? Đó, nhưng mà tại vì em muốn xác nhận số thôi, có sai số hay là có vấn đề gì không á, để em còn biết giải quyết thôi mấy chị nha. Bộ đỏ ren cũng 210 luôn á chị ơi. Bộ đỏ ren 210 luôn, đồng giá 210 đang sale đó mấy chị. Đẹp lắm, thêm chất lượng lắm chơi. Đó, áo em đang mặc là có bán mấy chị nha. Áo em đang mặc là có bán áo dây 130.000, em có 5 mẫu. Em có 5 mẫu luôn, chị nào muốn lấy sỉ 50 500 con, 1000 con inbox giùm em á chị ơi, muốn lấy bao nhiêu hết, muốn lấy lấy sỉ bao nhiêu em cũng bán đó chị nha. Hè này em về rất là nhiều luôn, em mới bán giá chị 130 đó. Mặc xem rồi ok. Ok chị yêu nè. Chỉ có 1 con một đó nha, không lấy được rất là tiếc luôn, tại vì cái này là hàng xưởng gửi về sale giùm đó. Nếu có cái giá này thôi. Dạ đây, màu đỏ 210, ghi đem là đỏ đô 210. Em chưa có chụp bên Zalo á, phải chụp bên Zalo là đúng rồi. Hàng mới khui á. Rồi ghi em 65kg đổ về. Một hai con là biết được. 65kg đổ về màu đỏ. Đỏ theo 70kg vừa em. Chị Phương Nguyễn hả? Chị Phương Nguyễn nhờ cam mấy bao nhiêu? Không, em là 68kg mặc là còn thoải mái cái này là. Mà chị nếu mà chị cao là chị mặc vừa. Chị 70kg mà chị cam mấy bao nhiêu rồi chị Phương Nguyễn ơi? Cam mấy bao nhiêu? Rồi thôi. Chị Hương Ngọc Lan chốt luôn rồi. Đỏ đô, quá xuất sắc. Đỏ đô. Đỏ đô, giờ còn đen 60kg thôi. Giờ chỉ còn đen 60kg. Với là 55kg, em còn đen thôi. Đen 55kg đổ về. Với là đen 60kg đổ về. Đó, 1m58 mà lỡ. Rồi là không có miễn xét cho anh. Nhớ rồi, nhớ nha.
hàng sale là em không miễn ship được nha mấy chị nha. Hàng sale em thông báo với mấy chị là hàng sale em không miễn ship được, tại vì cái này là em thanh lý cho xưởng luôn á mấy chị, thanh lý giùm cho xưởng luôn á. Rồi ok nha, đỏ đô. Bộ đỏ đô đó là không miễn ship được nha, tại vì cái đó là em thanh lý cho xưởng á mấy chị. Giống như là mấy chị mua rồi mấy chị mua 6 bộ, cộng thì một đống là 6 bộ không cảm thì em, tại vì cái đó là em hàng thanh lý cho xưởng. Nó có giá rẻ gì đó. Chứ không mà mấy chị ra ngoài mấy chị mua là tới 250 trên đó mấy chị. À, bây giờ 58 kg hả? 70 kg không. Có gì nào xe nhỏ không mấy chị? 60 đâu rồi, cái bộ 60 kg không? Đây 60 nè. 60 cái này. 2. Em sẽ đặt cho mấy chị xem bộ này. Cái này phương để em đặt thu thử coi 60 hay là 62 kg nha. À, còn màu nữa không? Dạ hết luôn rồi đó. Cái này là hàng sale nên hết luôn rồi. Ý cái này 62 kg mặt vừa mấy ơi, 62 63 cái mặt vừa. Thoải mái luôn á. Mấy chị không chịu bận hơn. Thôi vậy nè, mẹ con à. Mẹ biết, nhưng mà có cái nào mấy chị không sợ, cái chị không chịu bận hơn thôi. Mình phải chịu theo. Cái quần thôi, quần nhỏ. Cái quần tầm có 62 kg đổ về. Rồi 62 kg đổ về giùm em con đen nè. 62 kg đổ về giùm em con màu đen này, cực kỳ đẹp luôn. Nha, 210 đen. Ghi em là mã 210 đen. Size 60 kg đổ về. Ủa 60 62 kg đổ về ha. Lên đồ 90 kg em. Lên đồ 90 kg hả? Để em suy nghĩ thôi. Bữa hổm chị Yến Ngọc chị lấy bộ nào rồi ta? Không nhớ. Giờ không nhớ đấy, tư vấn với chị luôn. Hổm chưa có lấy bộ này chưa ta? Bữa hổm chị có lấy đồ beo chưa? Còn áo dài 90 kg không? Dạ không rồi. Áo này mà 90 kg bữa hổm chị nào ta? Hả? Dài 90 kg không? Áo dài. Áo dài là áo gì? Áo dây mà 90 kg là em còn chị ơi. Lấy size 5 đi mặc thoải mái. Chị lấy thử một con mặc thử đi. Nếu mà ok thì chị mua ủng hộ em tiếp. Bây giờ em lên áo dây nha. Em sẽ lên áo dây cho mấy chị. 90 kg nè, 90 kg thì em còn mẫu này là chị Hương Ngọc Lan, chị có Hương không? Bộ này bữa hỏi có đưa chị xem rồi nè. Đây. Beo đen 80-90kg mặc vừa giùm em. Form này em còn được 3 màu á. Beo đen này mặc rất là sang luôn. Một sale với chị 170. Ủa sale nhiêu mà 160 thôi. 160 thôi các chị nha. Rồi quá đẹp luôn. Đen. Rồi ai ơi thì chúc em beo. Beo này là size lớn nha. Size 5 90kg đổ về. Có màu đen, màu hồng, hồng cánh sen với lại màu da, là còn được 3 con size số 5 thôi. Nên em sale với chị là 160. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt em. Bộ beo này em có size số 1 là 60kg đổ về. Có chị nào muốn lên size 60kg đổ về bộ beo này mấy chị cứ kêu em nha. Cái này là mà bật vô mấy chị trung niên là mặc ok luôn nè. Đó. Bộ bông sao bao nhiêu? Dạ bộ bông hả? Bộ bông này hả chị ơi? Bộ bông này em đang bán giá 130.000. Chất này là chất tôm hoa hàng cao cấp giùm em luôn. Cái này là hàng may thiết kế ha mấy chị nha. Hàng may thiết kế cổ treo giùm em, có chiếc 4 bên sẵn cho mấy chị luôn. Mấy chị về mấy chị hết bận rộn mấy chị gỡ bên đây giùm em, hoặc là mấy chị lên ký mấy chị mở bên ra mấy chị mặc tiếp nha. Cái này là em có size luôn. Mấy chị ơi, mấy chị muốn lên cổ treo mấy chị nói là Hư ơi lên cổ treo size ký cái gì, ví dụ mấy chị 65 ký đi. Mấy chị nói Hư ơi lên cổ treo size 65 ký của chị đi, em sẽ lên mấy chị xem ha. Chứ giờ tại vì bên em là hàng thiết kế không à. Con gì căn phận là mã 1 nha. Bên em là hàng thiết kế không à. Bên em là hàng thiết kế không à, nên mấy chị muốn lên cái gì mấy chị cho em số ký chiều cao và cho em biết là mấy chị muốn lên thế nào luôn để em lên cho nó dễ. Tại vì bên em nó mỗi size mỗi qua văn khác nhau hết, không có trùng nhau. Nên mấy chị phải cho số ký chiều cao và ấy nha mấy chị nha. Rồi em lên áo lẻ đây. Áo lẻ nè mấy chị ơi, em sẽ lên mấy chị. Cái gì không cần. Rồi đây. Lấy cho chị beo số 5.
chị Phương Nguyễn 70 kg nha mà không vô. Cái này là mà beo quá, beo 70 kg mà không vừa. Để tí nữa em lên bộ bi đi, lên bộ bi đi chị, mặc chắc chắn sẽ vừa luôn. Số 3 con bán rồi. Rồi đây bộ này, áo này em có size mấy chị nha. Rồi chị đã ưng áo này, riêng em là mã số 1, áo 1 giùm em, quá xuất sắc luôn, qua gian mã 1 giùm em nha. Ghi giùm em là áo dây 1, ghi giùm em là mã áo dây 1 nha, áo dây 1. Còn cái em đang mặc là áo dây 2 đó, áo này áo dây 2 giùm em đó chị ơi, cực kỳ đẹp luôn, mặc vô phơm rất là đẹp nha. Cái này nó có độ co giãn rất là mạnh luôn. Rồi đây áo dây 3, áo dây 3 là qua gian này, áo dây 3 mấy chị có muốn lên ống rộng không, dài ống rộng không, bộ hồng treo bao nhiêu, bộ hồng treo dạ bộ hồng treo mà size của chị là 200.000 nha, lửng dài rộng với chị nha, dài ống rộng. Rồi con này mã số 4 giùm em, con này là mã số 4, hàng Quảng Châu luôn mấy chị nha, mã số 4. Chiến này cái chất giải của nó mát lắm mấy chị, mà nó sẽ không có bị đổ lông luôn nha. Cái chiến này là chất giải khác nhau mấy chị nha, nó sẽ không có bị đổ lông luôn. Nhưng mà em lấy được cái số lượng lớn á nên cái giá nó rất là rẻ luôn, bán cho mấy chị giá 130 một áo thôi nha. Em bán cho mấy chị giá 130 một áo thôi, chị nào mà mua bên em rồi là mấy chị biết rồi đó, 130 một áo thôi. Rồi con này mã số 5 em có 5 mã. Rồi chị nào ưng áo dây mã nào thì chốt con dây mã đó giùm em nha, kèm số ký luôn giùm em, áo dây kèm mã kèm số ký luôn giùm em nha. Chị gì, chị Phương Nguyễn đúng không, 70 kg, lên mẫu này nè, em lên mẫu này chị lựa 70 kg. Rồi đây nè, 70 kg em có mẫu này, chị nào lấy thì chốt cho em. Lên áo kiểu 65-75 kg đi em, rồi ok. Áo kiểu hiện tại em chỉ còn được 65 kg là nhiều thôi nha, 75 kg em còn ít lắm, 75 kg thì em chỉ còn được mấy cái mẫu cũ thôi nha, cái mấy mẫu mà kim sa với lại mẫu cao cấp á, mẫu tay lỡ á. Còn mẫu kiểu á là em chỉ còn xây 65 kg độ về thôi, 65-67 kg chịu thì tùy theo chiều cao mấy chị. Có áo lỡ, áo lỡ thì không có size của cô rồi, áo tay lỡ á. Dạ chị Yến Ngọc ơi, cái size tay lỡ thì không có size của cô rồi. Rồi đây là chị đâu, người chốt cho em liền size này 70-75 kg đó, chị là 70 kg chốt cho em con này đi, 70 kg nha, 70 kg này là em có như đây nào nè, để em đưa màu cho chị lựa. Rồi đây 70 kg. Chị ấn nút theo dõi thì em đang đặt đó chị. Em đang đặt hàng á mấy chị, đợi em chút xíu. Ủa lộn, mấy chị đợi em vài ngày, vài hôm á đi nha. Em đang đặt hàng, sẽ có hàng về cho mấy chị thường xuyên nha mấy chị nha. Rồi đây là chị nào thì chốt em hàng theo trực tiếp luôn. Mẫu này em đang sale giá 160 luôn ha, 160-170 thôi. 160. Rồi chị nào thì chốt cho em liền mẫu này. Ghi giùm em là mã 160, thêu 160 nha. Mẫu mặt có size 65 kg không? Dạ có luôn nha chị nha. Nhưng mà cái này là còn lẻ size, em chỉ còn được cái size 34 thôi, là size 65 đến size 75 kg nha. Còn em đang lên là cái màu này là màu của size 70 kg đến 75 kg nha. 7, ta có size 3 kìa. Còn là mặt size 4. Không có size 4 mà. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt cho em 70 kg thì chốt giùm em nha. 70-75 kg em có màu màu này, màu tím cẩm hả? Màu tím cẩm, màu vàng 70 kg nè, 70-75 kg màu vàng, 70-75 kg màu đỏ đô, 70-75 kg màu xanh ngọc. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Còn size 65 kg, size 65 kg em còn duy nhất một con nhất luôn, một con nhất là màu của em đang mặc là màu tím cẩm. Rồi chị nào ưng thì chốt em 65 kg, em còn duy nhất một con duy nhất luôn nha, là 65 kg màu tím cẩm. Còn 70-75 kg em còn màu xanh ngọc, màu đỏ, màu vàng và màu tím cẩm luôn. Chị nào ưng màu nào cứ chốt màu đó cho em nha.
số 1, số 5. Đó là sao vậy? Mà à, áo đúng không? Áo lẻ là mã 1, mã 5. 13. 15. Bao nhiêu? Dạ mẫu này là em đang sale nha. Sale lỗ nha, mẫu này là em không có bán lời luôn. Cái này là lỗ 160, tại vì em còn được có 2 size lẻ size nên em không có bán lời đâu. Em sẽ bán giá này là giá lỗ luôn rồi đó mấy chị nha. Chị nào mua 5 sản phẩm em mới được miễn ship mấy chị nha. Mua 5 áo em mới được miễn ship mấy chị ơi. Tại vì cái áo này là lúc trước là em bán tới 240 luôn đó mấy chị. Mấy chị nào mà khách cũ bên đây là biết đó. Bây giờ em đang săn hàng, em mua cái em lấy được cái số lượng cả hơn 1.000 con nên nó có giá 130 đó mấy chị, áo lẻ á. Chứ hồi xưa là em bán tới số lượng có mấy trăm con à, nên em bán tới 240 lận, vốn không là 210 rồi mấy chị, 210, 220 rồi đó. Nhưng mà chuyến này á là em lấy được cái số lượng lớn á nên nó có giá rẻ em bán mấy chị thôi. Đó nên không có lời nhiều đâu. Em lấy rẻ thì bán rẻ, nó mắc thì em bán mắc nha. 160 đó chị nào lấy thì chốt em. Bộ em đang mặc có số không có luôn. Không có. Để khi nào mà có size lớn là con sẽ hú khô liền. Màu cảm rồi ok, chị Nga Phạm. Chị Nga Phạm là nhiêu ký vậy? Chị Nga Phạm ơi, chị lên, chị Nga Khoan ơi, lên giùm em cái số ký chiều cao đi chị. Lên giúp em cái số ký chiều cao nha. Lên áo kiểu đi em. Rồi ok, đợi em xíu. Đồ chị gửi chưa? Chị Yến Võ. Yến Võ, điện bắt máy em đâu dám điện ấy đâu. Hả? Chị Yến Võ ơi, tí nữa bắt máy giùm em nha chị ơi. Bên em là không, ngày giờ ví dụ bây giờ chị kêu em gửi thì em gửi. Đúng rồi. Mà. Chị Yến Võ là chị khách quen, nhưng mà chị nhớ là căn super điện thoại chị nghe máy giùm em nha. Chị Yến Võ được không? Em đi đơn luôn, hoặc là bây giờ chị có lựa gì thêm thì chị lựa đi, tí nữa em đi đơn luôn nha chị được không? Tại vì chị qua điện chị không có nghe máy, gửi luôn đi. Dạ ok. Để coi hôm nay chị có lựa gì thêm thì em đi đơn luôn chung cho chị. Rồi ok, khách quen thì mấy chị muốn cần kêu em á là đi đơn luôn đi thì em sẽ đi luôn khỏi bằng điện cũng được ha. Nhưng mà mấy chị nhớ là canh super nha. À chị 75kg, rồi ok cho chị Nga Phan 75kg nè. Chị Nga Phan 75kg, ok chị Diêu. Rồi ok nha. Rồi chị nào lấy màu nào chốt màu đó giùm em. Cho chị Thị Tiên Lê. À, áo 1, áo 5, hai áo. Áo keo, tay dài. Màu đen á Hưng, có 5kg đâu về á. Không, cũng có size 90kg. Màu đen này cũng có size 90kg chị ơi, size đó là size 60, 65 đến 67kg. Rồi ok. Rồi, đây nè. 70-75kg lấy màu xanh ngọc đi. Xanh ngọc đẹp nữa nè. Đẹp lắm luôn á. Rồi gửi luôn đi, rồi ok chị. Đây nè, Phan mấy chị đợi từ từ nha. Xanh ngọc nè mấy chị, đẹp không? Rất là đẹp luôn. Em đang đặt cái mẫu tay dài đó chị cho em ký. Rồi chị ơi, thì chốt em xanh ngọc nha. Xanh ngọc 70-75kg, xanh ngọc 70-75kg. Xanh ngọc 70-75kg nè, màu đỏ nè. Đó em mở cho mấy chị xem luôn. Đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Có 160 thôi đó, cái này là bán tới 200 mấy, tay lỡ bán tới 200 mấy luôn á. Nhưng mà này em đang sale lỗ luôn rồi, tại vì còn lẻ sai. Sale lỗ giá luôn á mấy chị nha. Đây chị số mấy? Số 1, số 5, rồi 13 là gì nữa? 13 ai biết. Thì cứ chốt đi rồi tí nữa hỏi chị. Rồi đây là chị đâu, chốt em màu đỏ. Bên 160 em được miễn ship rồi chị ơi. Lúc trước là em không có miễn ship luôn á, nhưng mà bây giờ đang được cái tháng tri ân á mấy chị. Đang được cái tháng tri ân á, nên mấy chị nào mua 5 sản phẩm em sẽ free ship. Còn hết cái tháng tri ân này rồi là em sẽ quay lại là không miễn ship mấy chị nha. Chị mua bao nhiêu sản phẩm em cũng không miễn ship. Thiên Lê nè, nó thăng mã 1 nó giống như nhau nha chị. Hay là chị muốn lấy màu khác không? Không chỉ đi. Và đây em chốt với chị mã 5 mã 1 nè. Mã 5 là hoa văn này. Đó, mã 5 nè. Còn mã này là mã 1 nè. Đó, khác bông thôi. Đá thì đá xanh hay là chị thích màu xanh không? Đá thì đá xanh nhưng mà hoa văn khác nhau. Đó màu đó, vàng. Mặc bộ áo nào lên cũng đẹp hết trơn á. Hàng này là hàng thiêu luôn á chị nha. Hàng thiêu luôn á, mà bán giá 160 là mấy chị biết tụi em không có lời luôn rồi đó. Bán này là bán lỗ luôn rồi đó. 1m55, 76kg vừa không? Xanh ngọc chất vải. 1m55 mà 76kg hả Phan? Đợi em đo cái dòng em cái. Cái gì? Cái nào? Cái bộ xanh ngọc này.
Nếu mà 76kg là có thể vừa. Mẹ đo dùm em dùm con đi. Áo đen sau lưng là áo lẻ 65kg không mẹ? Dạ có đó. Đây nè, cái này 65kg mặc vừa nè. Đây 65kg mặc vừa dùm em. Đó, cái này là 65kg mặc vừa dùm em đây. Đẹp lắm, mấy chị muốn lên gì mấy chị báo em liền nha, để em lên cho mấy chị lựa. Dòng eo 100 lận. Dòng eo tới 100 luôn á cô ơi. Dòng eo tới 100 luôn á, vậy là nếu mà cô mà mấy 55, 76kg mà dòng eo 100 thì cô chốt giùm con nha, cô cho Yến Ngọc ơi. Xanh Ngọc đó là mặt dừa đó. Nếu mà cô dòng eo 100 thì chốt đi giùm con. 4 bộ có miễn ship không? Dạ không luôn. 5 bộ mới được miễn ship. Còn 4 bộ là không có được miễn ship nha. Tại vì bên con đã quy định như vậy rồi nên mấy cô mua 4 bộ con, 3 bộ, 4 bộ, 2 bộ con cũng không miễn ship, khi nào mua 5 bộ con miễn ship nha. Rồi đây cực kỳ đẹp luôn. Rồi, áo lẻ này giá nhiêu mà? Ngày này có một con nhất thôi nha. Áo đỏ nè, đen đỏ nè. 220. Áo lẻ này là 220. Form này là 65, 67kg tùy theo chiều cao của mấy chị nha. Cực kỳ đẹp luôn, chất giả solen cao cấp luôn mấy chị nha. Chất giả hàng cao cấp không có xấu mấy chị đâu nha. Bao cho mấy chị kiểm tra hàng luôn. Thiêu nè, mấy chị coi thấy không? Rất là đẹp luôn. Rồi em có đúng duy nhất một áo luôn. Ghim em là áo đen đỏ 220. Ghim em là áo đen đỏ 220 rất là sang. Mặc cái áo này lên rất là sang luôn. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt giùm em. Áo đen đỏ 220. Một con nha, chị nào lấy trước thì em để trước nha. Thư ơi có áo áo lẻ nhưng mà con có size nhỏ mà cô Hà Minh ơi. Con có size nhỏ tầm cỡ size 65, 67kg độ về thôi. Không có size lớn hơn nha cô nha. Áo tay dài mà. Dạ không, có duy nhất một màu luôn á cô Lê Hấm ơi. Con có đúng một màu luôn á cô Hấm Lê. Áo chìm. Áo chim. Hả? Áo trên hả? Áo trên có màu đỏ. Áo trên là có màu đỏ. Áo này hả? Áo này hả cô? Áo này nè. Áo này thì không có 90kg. Bây giờ áo 90kg đâu hết rồi. Áo vừa mặc bao nhiêu? Dạ bao nhiêu ký mặc vừa? Áo vừa mặc thì tầm cỡ 67kg đổ về nha. Tùy theo chiều cao tầm cỡ 67kg đổ về hả? Chút điện và ok. Rồi ok cô Hoa 10 nè. Cô Hoa 10 chốt áo không? Áo đỏ 220 kèm giùm con số điện thoại chung một hàng luôn nha cô ơi. Cô Hoa 10 chốt cái áo đỏ đen đỏ đó thì ghi giùm con là ghi giùm con là áo đen đỏ 220 kèm số điện thoại chung một hàng để có bấm thẻ ra luôn cho nó dễ nha. Rồi ok em lên tiếp nè. Đây cái áo này nè. Áo này nè, có cô nào đẩy không? 67kg không? 220 luôn á. 67kg đổ về. Ghi giùm em áo đen xanh 220 luôn. Rất là đẹp mấy chị nha. Ở phía sau riêng mấy chị nha, cực kỳ đẹp luôn. Hàng cao cấp mấy chị nha. Bữa hổm em hỏi sỉ tới 230 lận á mấy chị, hỏi ở chợ An Đông á mấy chị. 230 một áo luôn á mấy chị, còn này là em bán 220 luôn. Bán rẻ hơn người ta luôn, nhưng mà cái này là bán lẻ luôn. Bán lẻ mà 220, bán sỉ 230, tại vì cái này là giá niêm yết luôn á mấy chị. Còn cái này là em săn được hàng. Đó, em săn được hàng rẻ nên em bán mấy chị rẻ luôn. Đó, rồi chị nào ưng thì chốt em cho mấy chị coi cái hình rất là đẹp luôn. Chiếu mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt em 67kg đổ về. Áo sơ mi được đủ thứ luôn mấy chị. Áo sơ mi em mới lấy về được hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Mấy này là cô Hà Minh vừa. Nào cái nào Hà Minh. Cô Hà Minh ơi, con còn mấy cái áo này con mặc vừa này để con lên cho cô xem thử nha. Cô Hà Minh hiện tại là cô bao nhiêu ký rồi? Cô cho con xin số ký và dòng eo của cô lại đi. Cô Hà Minh ơi còn xem không? Cô cho con xin cái chiều cao số ký của cô lại đi. Với là cho con xin dòng eo đi. Quan trọng là quan trọng cái dòng eo của cô thôi nha. Có màu khác không em? Cái mẫu đó thì mình có một khác không hả? Có một cái màu xanh rồi. Có một cái màu xanh nè. Có khác bằng tí xíu. Bây giờ con còn cái mẫu này nè. Mẫu này khác con xíu màu xanh lá. Cực kỳ đẹp luôn. Ồ cái chất giải rất là đẹp nha. Chất giải rất là đẹp luôn. Bao chất giải cho mấy chị luôn á. Bận là điền luôn. À, eo vẫn có 90-95 rồi mẹ. Ờ, 95 hả? Ừ. Mấy con, này bận vừa không? Con bận vừa đó. Nhưng mà quan trọng của chị bận ôm hay không thôi. Ừ, quan trọng là con sợ cô không chị bận ôm thôi. Chứ nếu mà cô, mấy cô mặc cái này là vừa. Tại vì cái eo này là dòng eo tới nhiêu mà. Mẹ đâu mẹ con ơi. Dòng eo, mẹ ông Điện.
chồng em 90 mà bạn này bận động đó là cô 95 là vậy đó hả? Vậy mấy cái áo này là coi chừng cô mặc vừa đó, nhưng mà con sợ cô không thích đó. Con sợ cô không thích cái mẫu không thích bằng ôm thôi. Chứ nào mà cô bằng ôm là cái này là 95 là cô mặc vừa. Đó, rồi chị đâu người chốt em xanh lá 220. Xanh lá 220 hai lớp luôn đó chị nha. Đẹp lắm luôn. Rồi ai thì chốt em xanh lá. Đúng rồi cái đó đó. Rồi đây con này tay lỡ xanh dương. Xanh dương giùm em nha. Xanh dương cực kỳ đẹp luôn. Xanh dương 220. Xanh dương 220 giùm em. Mặt cái này nhìn nó gọn người luôn á mấy chị ơi. Xanh dương. Dòng eo 95 là cô mặc ok mẹ đâu, ăn chưa mà? Đâu có dòng eo chưa? Cảm ơn đâu. Cái nào? Mấy cái áo này nè. Cái này thì nó thụng mà đâu tính được. Nè còn không thì cô thích bằng thoải mái thì cô lấy cái này. Thích bằng thoải mái thì chốt giùm con cái mẫu này. Mẫu này nha, để con mặc cho cô xem. Rồi em chốt cái chị Hoa 10 rồi nha. Đâu qua là 95 luôn nè. Đâu qua 95 luôn hả? Đâu qua chưa coi giãn là 95 luôn á. Nhưng mà cô sợ cô mặc ôm cô không chịu thôi. Còn không thì cô lấy mẫu này đi. Mẫu này là eo nhiêu mà? Con thấy thoải mái lắm, tại vì cái đó mà 75 ký vô về đó, 75kg độ về. Nha. 75kg độ về. Mẫu này em đang sale cho mấy chị 180. Có đẹp thiệt nhưng mà nó là một lớp, còn cái nào hai lớp là 220. Rồi đây xanh dương 65kg chị Hoa 10 luôn. Xanh dương đó mà. Xanh dương nè. Đẹp lắm. Không đẹp là không lấy tiền luôn mấy chị ơi, hàng này là hàng cao cấp nha. Mấy chị gọi chất giải thôi, mấy chị chắc mặc trên 5 năm luôn á mấy chị. Chất giải này mặc trên 5 năm luôn á. Áo lẻ này sang lắm mấy chị ơi. Rồi ok, xanh dương cho chị Hoa 10. 65kg là mặt đẹp luôn. Rồi đây 75kg đổ về giùm em con này mã số 1. Rồi 75kg đổ về ghi em là mã số 1 nha. Rất là sang. Đó, này là con hàng bên mặt đẹp nè. Rồi mã số 1 giùm em, sang quá. Mã số 1. Hàng tới không đẹp không cần trả tiền ship luôn. Bao đúng luôn rồi đó. Cái hàng này là em bao mấy chị luôn. Hàng này ta bán tới 300 luôn mấy chị ơi. Đây nè, mấy chị coi nè. Nó đây nó đính đá thêm trong này cho mà qua văn luôn nha. Đã 280 rồi. Sỉ vô. Em hỏi ở chợ An Đông á mấy chị là hàng cái chỗ đó là người ta bán sỉ đó, mà giá 230 là giá niêm yết á. Còn cái này là hàng của em. Em săn được cái giá rẻ. Đó, quá đẹp luôn. 75kg độ về giùm em con này, bạn thoải mái luôn nha cô Hà Minh đây. Mã số 2. Mã số 2 dùm con nha. Thích phân động là bận đó đi chị. Đó, thích phân động mà lấy con này quá trời xuất sắc luôn. Đẹp dữ lắm nha. Đấy, cái này 80kg mặc vừa luôn đúng không? Vừa. 80kg là cô gì cô Ngọc không? Cô Yến Ngọc hả? Cô gì? Cô gì để 80kg? 77kg. Mẹ nhớ con cô lớn rồi. Cô gì ta? Cô Yến Ngọc 76kg là bộ xanh ngọc mặc vừa và cái áo này cô mặc vừa luôn nha. Ưng thì chốt cho con cái mẫu, cái màu này mã 2. Mã 2, ai ơi mã 2, chút mã 2 liền giùm con. Mã 2. Có chỉ là được có 4 áo thôi, chị nào lấy được thì chốt nha. Chỉ có được 4 áo thôi. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền con này mã số 3. Được có 4 áo thôi mấy chị ơi, 4 áo size lớn thôi. Rồi con này 75kg đổ về. Quá xuất sắc luôn. Rất là đẹp nha, nhưng mà được có cái là cái này là hàng von. Hàng von một lớp nên em mới bán cái giá 180 nha mấy chị nha. Hồng treo là chất giải solen đó hay chị Lê Thủy ơi. Hồng treo là chất giải solen, quần dài ống rộng. Em có size đủ số ký mấy chị luôn. 90kg đổ về nha. Em có size 90kg đổ về, chị nào muốn lấy thì mấy chị chốt giùm em nha. Mã 3 chốt cho cô Ngân Khoa. Em mới về 10 ngày. Còn cái này mã 3 lắm mà. Mã số 3. Đẹp quá. Mã số 3 này giống mã này không? Giống không mà. Rồi con số 4 cuối cùng nè. Mã 3 cho cô Nga Phan. Nga Phan. Rồi con cuối cùng là mã số 4. Con cuối cùng là mã số 4. Cô Hà Minh đi ra hả ta? Giá bao nhiêu? Dạ giá 180. Áo này thì giá 180. Một lớp thì em bán giá 180 thôi. Nhưng mà nó đẹp nha. Nó đẹp nhưng mà cái nào thì em bán cái đó. Đó, cái này là một lớp thì em bán giá này, còn hai lớp thì em bán 220. Đó, chị đậu ơn thì chốt em. Đẹp lắm cái gì ơi. Quá xuất sắc luôn. Rồi, chị đậu ơn thì chốt em mã số 4. Mã số 4 nha. Áo hai lớp, màu xanh, tay ngắn,
treo bao nhiêu? 220. Dạ mẫu đó 220, dòng eo 95 luôn á cô ơi. Nhưng mà cô hít bằng ôm cô hãy chốt nha. Chứ nhiều khi mấy cô á, mấy cô hít bằng cộng mà mấy cô chốt mấy cái đó bằng ôm rồi cái mấy cô không chịu là con không có cho đổi này được đâu nha. Tại vì cô nói trước là đã 95 rồi đó, là chưa có co giãn. Eo đo qua là 95, là con chưa kéo co giãn là 95 luôn đó. Rồi ghi mã 4 giùm em nha. Áo vừa mặc ý. Áo vừa mặc là áo xanh như này nè. Áo xanh này mày đo giùm con bao nhiêu? Thì đó, bằng con đó luôn á. Không, khác, cái này là qua văn khác rồi mình đo lại đi. Áo xanh đó. Rồi mã 4 của con nha, Phan luôn. Đẹp lắm. Rồi áo này hơi nhỏ thôi ơi. Con này không dám không được rồi. Không đóng được hả? Eo này có 85 thôi. Eo này eo cái xanh đó 85 thôi, để con coi cái nào có size của cô bán thôi. Đổi 67 kêu về hả chứ. Nè, eo này là 95 nè. Đây, eo áo này là 95 nè. Đó. 60 70 kg mặc vừa hết. Trừ heo cho chị luôn rồi đó. Rồi đây, ghi giùm em áo này 220, ghi giùm em là áo xanh. Áo xanh 220. Chốt giùm em áo xanh 220 nha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi đây, quá đẹp luôn. Rồi chị đâu thì chốt em. Áo xanh. Áo xanh này là 220 luôn. Đẹp lắm đó chị ơi. Đẹp lắm luôn đó chị nha. Hàng cao cấp luôn. Đó, phía sau nè. Rồi. Áo xanh 220. Áo xanh 220 đâu? Làm mày đo chưa? Mày còn like trên đây không chịu làm này trước. Nhỏ rồi. Có eo bự hơn tải á. Eo 90 thôi, 90 rồi. Eo 90 rồi, 65 kg về, 67 kg về. Rồi cái này eo 90 thôi. Rồi cái này sáu eo 67 kg đổ về thôi. Hoặc là ủa chị Hà Minh lấy mấy con cánh tiên á làm cho chị mới bận được thôi. Cánh tiên mà nằm đó mẹ treo đó dọc đó. À mấy mẫu này là cô Hà Minh có mặc được nha. Để tí tôi lên cho cô xem mẫu này ha. Mẫu nó đẹp lắm chị ơi. Rồi đây. Chị nào ơi thì chốt em mã đen tím giá 220 luôn. Đó là che cho khuyết điểm mình luôn á, che cho mình luôn. Cái này là hai lớp giùm con luôn nha, hai lớp luôn. Hai lớp luôn nha mấy cô nha. Rồi ghi giùm con cái con này là mã số 5. Mã số 5 đi. Chị đó, cơm này bộ đúng không chị? Cơm này tầm cỡ 6-7 kg đổ về. Ghi giùm em nha. 50-55 đến 67 kg. 55 đến 67 kg ghi giùm em là mã số 5. Mã số 5. Chị hỏi bộ cũng rộng đúng không? Để em lên cẩn thận cho chị xem. Áo mã số 5 nè. Ô em có màu xanh ngọc đó nè. Em có màu xanh ngọc luôn. Em có màu xanh ngọc luôn. Rồi đây, xanh ngọc ghi em là mã số 6. Nè, mấy này là con Hà Minh mượn nó vừa nè. Rồi con này mã số 6 thì em nha, rất là sang. Mã số 6, ai ơi mã số 6, chúc mã số 6 giùm em cực kỳ đẹp luôn. Mã số 6 nha mấy chị nha. Mã số 6. 65 67 kg đổ về mặt vừa giùm em. Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên xây nó hơi lớn lớn xíu ha. Rồi đây cô Hà Minh còn xem không? Cô Hà Minh còn xem không? Cô lên mẫu này cho cô xem. Rồi ghi công con mã số 7. Số 7 này là cô Hà Minh mặc vừa. Eo bao nhiêu mà đâu lại giùm con ơi. Con nhiều. Ủa con này ở đâu vậy? Con này chưa lên hả? Hả? Đúng không? Còn mới chốt hai con đúng không? Rồi con này đẻ 95 vừa nè. Eo là tổng cộng bao nhiêu? Eo là 93, 93 mà chưa có giãn. Cùng ở trong là xung xô lên mà. Rồi đây em còn sót lại một áo size 75kg đổ về nè. Em còn sót lại một con size 75kg đổ về. Rồi, con này chị đã ưng thì chốt cho em con này mã số 7. Số 7. Đó, 75 kg đổ về mã số 7. 75 kg đổ về mã số 7 giùm em mấy chị nha. Cực kỳ đẹp luôn. Mã số 7 mấy chị ơi, mã số 7 nha. Mã số 4 mình hết rồi. Mình hết rồi chị Khánh An ơi. Mã 7 thì chị Khánh An. Đây mã 7 đây, em còn sót con 7 nè.
Đây cô Hà Minh ơi, cô lấy con này đi cô. Cái này là che khuyết điểm bụng nè. Cái này là che khuyết điểm bụng nè. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt em. Con này 60kg đến 75kg. Ô con này 75kg mặc vừa đây. Cái này là che phần mô bụng luôn, nên mấy cô mặc ra mấy cô cái bụng cô to ra cô cũng che được cái tay luôn, cái bụng luôn nha. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt cho em. Cái tay đẹp quá mấy chị ơi. Tay đẹp quá. Đẹp quá. Rồi con này mã số 8. Số 8 nha, mã số 8. Rồi mã 7 chị cho cô Ngân Phan nè. Mấy cô nhớ nha, con bên con chỉ có một con thôi. Nên mấy cô nào chốt thì chốt cẩn thận giùm con, không có xả tới xả lui nha. Tại vì con có một con để con bán thôi, nên mấy cô á chốt rồi là nhớ là chốt luôn nha, đừng có xả tới xả lui là con sẽ xả hết đơn, con không bán cái đơn này luôn. Rồi đây là chị đâu thì chốt cho em liền con này mã số 8. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi, số 8 75kg đổ về. 60kg đến 75kg mặc vừa nha. 60kg đến 75kg mặc vừa, dòng eo 95 đổ về mặc vừa giùm em nha. Áo là mấy chị khỏi sợ bằng rộng. Bao nhiêu ký á, tầm cỡ 9 eo 95 kg 6 thì đổ về là mặc ok. Rồi đây rồi chị đâu. Trời ơi con gần 70kg mà con mặc còn rộng nhiều lắm luôn á. Đây xem đi là từ 67kg đâu về quá trời luôn mấy chị ơi. Thấy lên đây. Đây mới lên đây. Đây nè mấy chị, thấy không? Mới khui hàng luôn. Mấy chị thấy không? Nhìn đam mê luôn không? Nhìn mê cực kỳ luôn rồi, để em lên hồi tiếp em lên hỏi xem đi cho mấy chị sơ lược. Đó, mấy cái này mấy chị á mua để dành đi để Tết mà. Tại vì á bây giờ mới có giá vậy thôi chứ cận Tết nó giá sẽ cao hơn. Còn mã này mấy giờ quên rồi. Mã số 9 nha. Mã số 9 giùm em. Sang lắm mấy chị ơi, đây nè. Đó nó sẽ nói hai cái vô này. Mã số 9 nha, mã số 9. Rồi, con này mã số 10. Em mặc luôn nha. Em mặc luôn cho mấy chị dễ hình dung ra. Cái này là nó dập đá luôn những cái hoa văn đó mấy chị, những cái nền hoa văn á, mặc rất là đẹp luôn. Rồi con này mã số 10. Mã số 10, cô Hà Minh cô lấy con này mặc đẹp nè. Ở đây nó có một cái bảng đen dưới nữa nên mấy chị đừng có dưỡng ngò ngắn nha. Tại vì mặc quần đen mấy chị không thấy rõ, sợ mấy chị không thấy rõ. Rồi đây là chị nữ chú em mã số 10. Mã số 10 của chị nha, mã số 10 75kg đổ về mặc ok. Chị Bảo Trân cũng vô coi live không ta? Rõ cho rồi chị nào? Chị Bảo Trân á. Chị Bảo Trân á. À. Hello chị Bảo Trân. Chị Bảo Trân có muốn ủng hộ em gì không chị Bảo Trân ơi? Đẹp quá thì ủng hộ được chị Bảo Trân. Rồi đây là chị Đào Ưng thì chốt cho em liền con này. Mã số 11 giùm em nha. Chị Bảo Trân có ủng hộ mẹ con gì không chị Bảo Trân ơi? Rồi đây nè, quá xuất sắc luôn. Rồi mã này là mã số 11. Mã 11 giùm em mấy chị nha. Mã 11. Mã 11. Rồi con cuối cùng là mã 12. Còn mã trên đây nữa nhưng mà còn bao nhiêu em đưa không lên em bấy nhiêu em không mấy chị nha. Đây nè. Rồi đây rồi chị đậu chút em mã 12. 12 tay lỡ nha. Cũng 220 luôn. Rồi mã 12. Quá đẹp luôn. Mã 12 eo 95kg đổ về. Ủa eo 90. Eo 90 đổ về là mặc ok, mặc đẹp luôn. Có con gái gì chị ơi. Rồi đây rồi chị đậu người chốt em liền. Mã số 12. Rồi bây giờ qua sơ mi nha. Bây giờ em qua mẫu sơ mi cho anh ơi. Còn cục sạc nào không? Sạc hay nó hết pin nữa rồi họ sẽ đặt không? Đẻ lên đi. Không có hết. Rồi đây em qua sơ mi mấy chị nha. Em qua sơ mi chị nào chốt sơ mi thì chốt giùm em nè. Sơ mi, áo sơ mi mấy chị nha. Áo sơ mi là giá nhiều. 180 cho mấy chị luôn nha. Rồi ai ơi thì chốt em áo sơ mi. Áo sơ mi này 180. Đá là ép từ bông đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi form này tầm cỡ 65-67kg đổ về nha. 65-67kg đổ về tùy theo chiều cao của mấy chị. Ê, sạc bao nhiêu phỏng đang đậu. Rồi đây, quá trời đẹp luôn mấy chị nha. Đây, cái này đá ép từng bông từng hoa văn một luôn mấy chị nha. Đá ép mấy chị ơi. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt em mã 13. Size này là size 67kg đổ về. Chị nào cao cao thì mấy chị 70kg mặc cũng vừa luôn. Nhưng mà em trừ hao mấy chị là tầm cỡ 65kg đổ về nha. 67kg đổ về. 67kg đổ về mã 13. 13 giùm em nha. Ai ưng mã 13 chốt mã 13 giùm em. 13. Sơ mi nha, kiểu sơ mi rất là đẹp luôn. Mã 13.
trên đây nó còn miếng đá nè mấy chị thấy không. Chào chị Quang Lê. Hello chị Quang Lê, lâu không có gặp chị Quang Lê nè. Đi ạ. Mã 8 cho cô Nga Phan. Ủa chốt chưa? Mã 8 giờ qua lâu rồi mà. Em 7. Mã 8 mã nào nha mày? Mã 8 mã nào lên lấy mà. Rồi mã 8 cho cô Nga Phan nè, ok nè. Mấy cô nhớ vô like, mấy cô chia sẻ cho con xin một nút chia sẻ mấy cô nha. Rồi đây là chị Đậu thì nhân tay chốt cho em nè. Cảm ơn chị Quang Lê nè, đã có chia sẻ nè. Chị Quang Lê lúc nào vô cũng chia sẻ giùm mình hết trơn á. Quá trời yêu chị luôn rồi. Rồi đây là coi chị Đậu thì chốt cho em đi. Con này quá xuất sắc luôn. Cái này là không phải kiểu sơ mi mà kiểu chồng mà kiểu mấy chị nha. Cái này không phải sơ mi mà là kiểu nha. Rồi đây con này 70kg đổ về giùm em khổ. 67, 70kg mặc cũng vừa luôn á mấy chị ơi. Tại vì em 68kg rồi nè. 68kg 1m50. Đó. Nhưng mà em 7 cái bộ này, cái áo này 70kg là đổ về là được nha. Em là dòng eo 95kg đổ về nè. 90 rồi. Dòng eo 95. Dòng eo 95. Ừ thì con nó 220 mà. Tại vì 2 lớp là 220. Còn một lớp là 180. Như là cái này là một lớp nè. Vẫn đẹp nhưng mà bán 180 thôi. Coi đây coi chị đâu người chốt em hả. 14 giùm em. 14 nha. 14 giùm em. Phơm này làm 60 đến 70kg mặc vừa luôn. Mã 14. Đó rồi con này mã 15. Rồi con này là mã 15 nha. Đá nè. Thấy không? Đá nó đính mấy chị thấy không? Cực kỳ đẹp luôn, đính từng qua dăm một luôn. Rồi đây là chị Đậu thì chốt mã 15. 15 giùm em mấy chị nha, 15. 15 giùm em. Đó. 87 70kg đổ về tùy theo chiều cao. Quên mở nút ra khó mà quá. 15. Rồi con này mã 16 nè. 16 là quay văn nó sẽ tối xíu nha, rất là đẹp luôn. Rồi con này mã 16. 16 cho em, mấy chị ơi, mấy chị muốn lên cái gì mấy chị cứ báo cho em nha, để em lên cho mấy chị lựa. Nhiều khi em lên nhiều quá em hay quên á, mấy chị nhớ nhắc em để em lên cho mấy chị nha. Rồi con này mã 16. Ai ưng 16 chốt 16 cho em màu tối nè. 16 mấy chị nha, mã 16. Form dáng quá rất là đẹp luôn, 16. Thoải mái nha mấy chị nha, rất là mát luôn. Mã 16 mấy chị nha. Ô con này đẹp quá nè, màu đỏ luôn. Rồi con này mã 17. Con này mã 17, 65kg là mặt đẹp nhất luôn á. Cô Lệ Thủy có hỏi cái này bộ ống tổng đó. Cô Lệ Thủy hả? Cô Lệ Thủy ơi, cô còn xem không? Dạ con lên bổ rộng cho cô xem. Nãy giờ con quên nữa. Rồi con này mã 17. Con này là mã 17 giùm em nha. 17 mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm luôn mấy chị nha. Mã 17 nè, bây giờ em lên em vô đi mấy chị xem thôi nha. 17 nè. Rồi, ủa con này đẹp quá vậy, để hồi mặt sau đi. 17. Rồi con sơ mi này là mã 18 luôn. Sơ mi qua văn này là mã 18. Đó mấy chị nhìn qua văn mấy chị chốt giùm em đi, để giờ em mặc cũng hơi nhiều mấy con rồi. Rồi con này là mã 18. 18. Rồi con này mã 19 beo. Mã 19 luôn ha, 19 này là cũng đính đá luôn giùm em, có túi luôn, con này là có túi nè. 19 giùm em. Mã 19. Rồi con này mã 20. Con này là mã 20 giùm em, cực kỳ đẹp luôn, mã 20. Mã 20 giùm em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, mã 20. Rồi con này mã 21. Thay lỡ mấy chị nha. 21 qua văn này. Mấy chị muốn em mặc cho mấy chị xem mã nào mấy chị cứ kêu em lên cho em mặc cho chị xem. Chứ em mặc từng con thì nó hơi mất thời gian quá chị kia. Rồi con này là sát nách giùm em. Con này là mẫu sát nách nha. Sát nách. Mã này là mã 22. Con này là mã 22 sát nách giùm em. Mã 22.
Rồi con này là mã 23, hoa văn này mã 23. Hoa văn này là mã 23 giùm em nha. Mã 23. Rồi con này mã 24. Ưng mã nào kêu em lên cho mấy chị xem mã đó ha. Mã 24. Rồi con này mã 25. City này là mã 25. 25 nha. Đây tay kiểu giùm em. 25. Quá trời nhiều gói quá mấy chị ha. Rồi con này mã 26. Đó bây giờ một tí nữa em tắt like thì mấy chị có thể mấy chị xem lại rồi mấy chị chốt phim cũng được, không sao nha. Tí nữa em tắt like mấy chị có thể là chốt phim, mấy chị chụp màn hình lại, chụp màn hình cái bộ này lại mấy chị gửi qua Zalo. Kết bạn Zalo đi nha. Mấy chị à đúng rồi, mấy chị kết bạn Zalo đi, Zalo Lê Thắm nè, mẹ em có đăng hình rồi. Mấy chị vô đó mấy chị lựa cũng dễ hơn nữa. Nha, lựa trong Zalo rất là dễ luôn nha. Mấy chị kết bạn Zalo 0774842263 giùm em nha. Rồi đây con này sáng mắt giùm em luôn mã 27, mã 27 sáng mắt. Rồi con này mã 28. Con này là mã 28 tay lỡ mấy chị nha, có ghen luôn. Rồi mã 28. Rồi con này là chất giải phi mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Mã 29 tay tay này nè, rất là đẹp luôn, mã 29. Mã 29. Rồi con này mã 30. 30. Có dưới lưới bên hông mấy chị nha. 30. Và đây rồi mã 31. 31 thì đem qua văn này. Đó ưng qua văn nào chú qua văn đó 31 nha. Rồi con này mã 32. Con này là mã 32. Rồi con này kiểu mã 33. Rồi con này là hàng kiểu hung nè. Mã 33. Đó, mã 33 mấy chị nha, mã 33. Rồi con này mã 34. Con này là mã 34 thì em ở dưới đây nó có khối đá rất là đẹp luôn. Mã 34. Rồi con này 35, trời 35 đẹp quá. Mã 35. Mã 35. Và cuối cùng. Ồ, cái này 36. Cái này 36 nha. 36. Rồi con này là con cuối cùng là mã 37. Rồi xong, mấy chị ưng mã nào chốt mã đó giùm em. Mấy chị ưng mã nào mấy chị chốt qua đó em, hoặc là mấy chị nói cho em chị xem lại cái mã nào đó em sẽ cho mấy chị xem lại nha. Rồi, 37. Ok. Rồi ai ưng mã nào chốt qua đó em. Áo này đẹp quá. Áo này đẹp quá. Áo này nãy mấy mà. Áo này mã 17 nha mấy chị nha. Áo này là mã 17 á, chị nào lấy thì chốt. Áo 30. Mã 30 luôn anh. Cái này không để bên đây đúng không? Rồi để đi, bấm đi bấm nha. Mã 24, mã 27, 29. Đây mã 30. Mã 30 là chị Lê Tuyết thôi, chị là 57kg mặc ok. Không ạ? À? Đúng rồi, 55kg đó lên. 55kg độ lên là ok. Tại vì phơm này là phơm sơ mi nó rộng rộng như đó. Gì vậy? Con quá đẹp luôn mấy chị ơi. Chất lụa đẹp lắm luôn. Chất là chất lụa luôn mấy chị nha. Rất là đẹp. Rồi ok. Đây. Không, đá thấy không mấy chị thấy đẹp không? Này, đá trên đây luôn rất là sang. Rất là sang giùm em nha. Sang lắm luôn mấy chị nha. Rồi mã 30. 57kg cho chị Lê Tuyết. Đẹp lắm luôn. 30 cho chị Lê Tuyết. Ok cho chị Lê Tuyết nha. Rồi chị nào lấy mã nào nữa thì chốt giùm em. Mấy chị có thể là mấy chị vô Zalo mấy chị chốt thêm giùm em nha. Nè anh. Cái gì mà? Chị Tấn Liên. Mã 24, 27, 29. Mã 20. Rồi ok chị Tấn Liên. Đợi em xíu nha. Rồi mấy chị muốn lên bộ này thôi, em lên cho mấy chị xem. Đây em lên bộ quần dài ống rộng nha. Em lên quần dài ống rộng cho mấy chị lựa nha. Chị nào ưng thì chốt cho em. Em có đầy đủ size từ 90kg độ về luôn á. Cái này là em có đủ size, hàng mới về. Hàng này hàng mới nha mấy chị. Được rồi, thấy gì mà?
đúng rồi. Rồi để em cho nóng lọng cho mấy chị đợi em xíu để em vô mà lấy nước đá bỏ vô cái chai đó này. Nóng lọng rồi mới để em đắp vậy sao rồi qua mẫu mấy chị nha, em qua mẫu nè, em qua mẫu là dài ống rộng nha, dài rộng này là có giá 200. Dài rộng này là có giá 200 giùm em mấy chị nha. 200.000. Chị nào ưng thì chốt giùm em có size 90kg đổ về. Em có size 90kg đổ về nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, ghi giùm em mã quần dài ống rộng giùm em. Em có 10 màu cho mấy chị lựa chọn nha. Ghi giùm em là màu xanh ngọc 200. Size từ size 70 75 đến 80 đến 90 kg á là 210 hơn 10.000 giùm em. Còn size 75 kg đổ về là từ size 1 đến size số 4 là giá 200 nha. Tại vì á ống rộng em đặt khó lắm mấy chị, tại vì ống rộng á may á tốn giải lắm luôn nên người ta cũng không có, người ta không thích may nữa mấy chị. Bây giờ em mới tìm được cái mẫu và em đưa mẫu cho người ta may luôn, mới được cái hàng này nhiều. Lâu lắm rồi mới về được cái ống rộng luôn á mấy chị nha. Có đấy là chị đã ưng thì chốt giùm em. Bây giờ em sẽ đọc màu, ưng màu nào thì chốt màu đó giùm em. Ống rộng ha, dài ống rộng giùm em. Quần dài ống rộng, bây giờ em sẽ đọc màu. Ưng màu nào cứ chốt màu đó giùm em là được rồi nha. 200 ngàn cứ giùm em là ống rộng 200 kèm màu kèm số điện thoại. Rồi đây, rồi ghi giúp em là dài ống rộng nè. Đây ghi giùm em là dài ống rộng kèm màu kèm số ký đi nha. Kèm màu kèm số ký kèm số điện thoại luôn giùm em. Rồi dài gọng em có màu tím nho, ưng màu nào kêu em mặc cho mấy chị xem màu đó cũng được nha. Màu tím nho, màu xanh đen, màu da, màu xanh xanh bơ, màu xanh bơ, màu cam, màu hồng, màu đen, màu đỏ đô, màu tím cà, màu xanh ngọc. Rồi ai ưng màu nào chốt màu đó thì em ha, rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp luôn các chị nha. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền, ai ưng màu nào chốt màu đó cho em liền, cực kỳ đẹp luôn. 200 ghi em mã ống rộng 200 kèm màu kèm số ký là có đơn nha, cực kỳ đẹp luôn. Chị nào mà tí nữa xem like lại có ưng cái mẫu này thì ghi giùm em là chính xác cái mã em mới chốt đơn được nha. Ghi giùm em là chính xác là ống rộng kèm màu kèm số ký nha, kèm số ký em, kèm màu kèm số ký kèm số điện thoại giùm em luôn nha, là em sẽ điện thoại em chốt đơn cho chị đó luôn chứ không còn xem like cũng được hả. Cái gì nó bị khủng hay gì mắt tao đứng cầm vậy là đen like. Rồi nhanh tay chốt cho em nha. Rồi ai màu nào chút màu đó. Rồi em qua mẫu. Cô Mỹ Nương nè, có bận áo rẻ không? Nãy giờ con lên áo rẻ quá trời luôn. Rồi có chị nào muốn lên, muốn lên bộ cổ treo tay con, tay nhỏ nào không em lên luôn cho mấy chị, hoặc là mấy chị muốn lên áo khoác không, áo khoác 65.000, áo khoác mặt nhà chất hoa bông luôn, chất hoa bông tô hoa. Có chị nào muốn lên áo khoác không lên áo khoác luôn cho em. Có dài ống áo tay dài quần dài luôn, em có áo tay dài quần dài luôn đó mấy chị ơi. Hay là lên đầm đi, lâu rồi không lên làm. Có gì là muốn lên cái gì mấy chị yêu cầu em giùm em đi mấy chị. Muốn lên mẫu gì mấy chị yêu cầu lên giùm em đi. Đây đây đây. Trời ơi. Muốn lên mẫu nào mấy chị cứ yêu cầu lên giúp em đi, em mời em lên mấy chị xem. Nãy còn 6 con này được hơn. 6 con nào. Là con bận đâu, con bán cái ký gì đi. Con này lấy mấy chị 150 thôi. Rồi em sale đi mấy chị, con này 150 luôn, một lốt. 150 luôn, 75 kg đổ về 150. Dòng eo 95 mặc vừa dùm em.
Dòng em chị nào 95 đổ về thì chốt em nha. Rồi đây, quá xuất sắc luôn. Cô Hà Minh đi ra rồi. Rồi đây nè, rồi chị đã ưng thì chốt cho em liền. Con này 150, ghi em mã 150. Đây, em đặt này đi, mai theo mấy chị 110 con thôi. Quá xuất sắc luôn. Quá xuất sắc luôn mấy chị nha, rồi chị nào ưng thì chốt em. Bự không? 75kg đổ về mặc ok, nhưng mà chị nào 75kg nhưng mà dòng em 95kg đổ, dòng em 95 thì chốt cho em nha. 150 có duy nhất một con 150 luôn, xả luôn. Rồi đây, đầm đây. Đầm. Mấy chị nào đang xem chấm giùm em một chấm hay sao, thấy ai chấm cho vậy mấy chị, sao em nghe hết trơn vậy? Tự nhiên em nghe em sợ ma với người ta. Mà ngày mà sợ ma đó mấy chị ơi. Trời đất ơi. Sao em im lặng, im lặng im quá vậy ta? Mấy chị nói gì cho em thấy em thấy chị ơi. Để mày treo mà lên nó nổi hơn. Cái gì nó chìm quá. Chìm quá. Có cái màu đen cái nó chìm. Cái người đẹp quá. Cô Hà Minh thích hai lớp thì sao? Còn hai lớp thì mặc cho ôm. Còn mặc một lớp á cô. Hoặc một lớp nó sẽ thoải mái. Rồi đây, đầm giùm em. Đầm này cô, mày đầm cỡ 65-67kg đổ về mặc vừa giùm em. 65kg đổ về mặc vừa giùm em, rất là đẹp luôn nha. Cái này là mặc đi tắm biển hay là mặc đi đám cũng ok, nhưng mà cái này thì nó tông nó hơi trẻ xíu ha. Mấy cô nào mặc được thì chốt giùm con nha. Ồ đúng rồi, chấm chấm lên giùm con đi mấy cô, sợ ma muốn chết luôn á. Rồi đây nè, rồi chị đâu thì chốt cho em liền ngày hai lớp giùm em nha. Hai lớp bông rất là đẹp luôn. Tông này thì nó hơi trẻ trẻ tí xíu, mấy cô nào ưng thì chốt giùm con. Mấy cô mấy chị nào ưng thì chốt ha. Cho chị coi áo lẻ hả? Áo lẻ chị Đào Ngọc lên xuất chiếc chiều cao giúp em đi chị. Em lên lại áo lẻ chị xem, bây giờ em lên hết trơn luôn rồi đó. Em lên muốn gần hết luôn rồi đó. Chị nào muốn mẹ lên có mấy tay lỡ rồi mà. Mấy tay lỡ á, chưa lên đó, cái nào chưa lên em lên hết cho con đi. Rồi đây, rồi chị nào ưng thì chốt em đầm. Đầm này hôm nay xem với chị 110 luôn. 110 một đầm nha. Rồi ghi em là đầm bi, ghi em đầm bi đen. Chị Đào Ngọc ơi, chị cho em xin xuống ký chiều cao đi chị. Đầm. Rồi đây, con này là bông xanh. Ghi giùm em đầm bông xanh. Cũng 110 luôn, ghi em là đầm 110 bông xanh. 150 xả 110 luôn. Còn ít lắm. Đó, sale luôn. Quá xuất sắc luôn, mặt trắng cực kỳ luôn mấy chị ơi. Đó, mua về mặt bông xanh. Rồi con này là bông đỏ. Đầm von nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Đầm von luôn, hai lớp mấy chị nha. Rồi đây bông đỏ. Bông hồng đi, ghi mấy là bông hồng. Bông hồng giùm em rất là đẹp luôn. Đó này tay phòng luôn nha. Đó ghi mấy là bông hồng 110. Rồi cho em con này đầm bông xanh đen 110. Đó, bông bi bông xanh, bông hồng với lại là bông xanh. Rồi chị đậu là bông xanh đen. Áo lẻ lên xuống ký chiều cao thì em đi chị Đồng Ngọc ơi. Có xuống ký chiều cao thì em lên cho nha. Em mua cho mẹ em mà mẹ chị bao nhiêu ký mới được, tại vì bây giờ em phải biết số ký em mới lên được cái đúng size cho chị lựa. Chứ nhiều khi em đang lên mấy chị chốt xong rồi chị nói số ký mẹ chị mà không vừa sao, đúng không? Chị lên xuống ký chiều cao thì em đi. Nếu mà mẹ chị 75kg thì em có cái mẫu 75kg cho chị. Còn những cái mẫu này là 67kg đổ về thôi. Mẹ chị bao nhiêu ký? Áo lẻ tùy theo áo á chị ơi. Chị phải báo số ký chiều cao em mới biết lên mẫu của chị, rồi em báo số tiền. Xin số ký chiều cao để em lên mẫu rồi chị, rồi em báo số tiền được chứ. Áo của anh em là đủ giá hết trơn á. Như áo này là 67kg đổ về nè. Đây, như áo này là 67kg đổ về đây. Mẹ em 6 mấy hả? 6 mấy ký. 6 mấy ký là bằng vừa thôi, áo bằng vừa hết. Đúng rồi, 6 mấy ký thì mà áo nào mà cũng vừa hết. Đây nè, nếu mà mẹ chị thì chị lấy mấy mẫu này đơn giản thì vậy. Ủa, mấy mẫu tay lỡ rồi đi. Mẫu tay lỡ này em đang sale nè, đồ bộ trung niên 65kg.
đồ bộ trung niên 65 kg. Rồi ok, đang như áo này nè, đó 6 mấy ký mặc vừa giùm em nha, 6 mấy ký mặc vừa giùm em mà chị Đào ơi, chị Đào học nè, rất là đẹp luôn. Rồi chị Đào ơi, mình chốt cho em mẫu này, em xả cho mấy chị, em bán mấy chị giá 110 thôi nha, chất giải rất là đẹp luôn, 110 ghi giùm em mã đen, đen xanh, mã đen xanh. Đây em có nè, màu đen xanh, ai ưng đen xanh chốt đen xanh 110. Rồi màu trắng 110, áo màu áo trắng 110 rất là đẹp nha. Trắng ở ngoài rất là đẹp luôn. Trắng là gọi là trắng tươi đó, trắng rất là đẹp luôn. Chứ không phải là trắng nhà đâu mấy chị, trắng nhà mặc nó giống như là dơ vậy đó, còn áo này mặc rất là đẹp luôn. Màu trắng nè. Màu tím nè. Tím than mấy chị nha, tím than. Rồi xanh dương. Xanh dương giùm em mã xanh dương. Rồi mã vàng. Rồi ai ơi mã nào chút ở đó giùm em, vàng đẹp quá. Đó, ai ơi mã nào chút mã đó cho em liền. Màu đen xanh lên số điện thoại giùm em nha. Ghi giùm em là mã đen xanh kèm số điện thoại, đen xanh 110 kèm số điện thoại, ghi chung một dòng cho em nha chị nha. Ghi chung một hàng luôn để em bấm số điện thoại ra cho nó dễ nha, in phiếu cho nó dễ. Ghi giùm em là mã đen xanh, ghi giùm em là mã đen xanh kèm đen xanh 110 kèm số điện thoại sau lưng. Rồi em sẽ bấm thẻ ra cho chị nha. Rồi đây, mẫu này đồ bộ chung lên với mấy hàng ngày mình nay nhà đó, à hàng mấy nhà, ok. Rồi đây đó, phôm này mẹ mặc dù nè, phôm này 70 kg đổ về giùm em, 70-75 kg đó, phôm này 60-75 kg. Rồi chị đâu người chốt cho em liền, quá xuất sắc luôn. Phôm này trừ hao với chị 70 kg đổ về thôi nha. Rồi đây là chị đâu người chốt em, con này là chất giải solen cao cấp luôn, hàng mới luôn đó chị nha. Rồi con này em bán cho mấy chị giá 150 nha. Con này là chất giá này là giá 150. Em có được 5 màu. Em có được 5 màu nha. Ghi giùm em là mã 150. Ghi giùm em là màu này là màu tím nho 150. Đỏ đô 150. Màu da 150. Màu xanh dương 150. Màu đen vàng 150. Rồi chị Đào ưng màu nào chốt màu đó giùm em nha. Chị Đào Ngọc lên số điện thoại giúp em ấy, chị Đào Ngọc ơi. Đó, có 5 màu luôn nha mấy chị nha, màu đen, màu xanh dương, màu da, màu đỏ với là màu tím nho. Rồi, ơn người chốt cho em liền. 150 kèm giá thì em luôn nha mấy chị nha. Để em biết cái giá đó là giá bao nhiêu em chốt mấy chị nha. Màu đen kèm số điện thoại đen xanh kèm số hỏi chị Đào Ngọc nè. Rồi, màu đen xanh chốt cho chị Đào Ngọc. Rồi ok nè. À, có 75 kg không? Mẫu đó có 75 kg đó chị Hương Ngọc Lan ơi. Cái áo đang mặc là 75 kg là chị mặc vừa luôn á chị Đào. Ủa là 150, cái mã 150 á là chị mặc vừa luôn á chị Hương Ngọc Lan ơi, 75 kg. Áo là 75 kg mặc đẹp nè, còn cái này là 75 kg nữa nè. Đây áo này 75 kg nữa đây. Phơm này là 65 kg đến 75 kg mặc vừa giùm em. Đó 65 đến 75 kg mặc vừa giùm em. Cho lại coi áo cho em. Rồi ok chị đợi em xíu nha. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Áo dài tới đây luôn ha. Áo là mai vừa phơm luôn. Mai vừa phơm luôn mấy chị nha. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt em áo. Đi, áo này là ghi mã gì vậy mà? Mã này là mẫu. À mã kim sa, ghi giùm em là áo đen. Cái mẫu này là em đang sale. Ủa áo này là áo cao cấp mà. Cao cấp lên. Sao mà rồi đây, cái này là mã kim sa. Kim sa đen vàng, kim sa đen đỏ giùm em. Chị nào ưng thì chốt em kim sa. Cái này là em có nhiều màu nhưng mà hiện tại em chỉ còn đứng màu đen thôi, nên em sale với chị giá 130 thôi. Chất giải solen cao cấp hàng loại 1 luôn mấy chị nha. Mặc 5 năm trở về cũng được luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em. Màu đen đỏ, màu đen vàng 130. Ghi giùm em là mã kim sa vàng, kim sa đỏ giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn, chị nào ưng thì nhanh tay chốt, em còn được có đúng hai màu thôi. Mã kim sa 65-75 kg mặc vừa. Mã kim sa nha. Cái mã kim sa cho em. Đợi em xíu. Mã kim sa đó có nhiều không? Cái gì? Có 2 bộ kỳ vậy?
kim sa rồi, bây giờ sẽ qua mẫu này. Còn viên mẫu nữa nè, 65-75kg mặt dừa dùm em. Hôm nay em có 65-75kg mặt dừa đen, nhưng mà em còn được đúng 2 màu thôi. Em còn đúng 2 màu thôi. Quá xuất sắc luôn. Rồi em có ghi giùm em là mã cao cấp. Ghi giùm em là mã cao cấp. Cao cấp đỏ và cao cấp đen nha. Cao cấp đỏ và cao cấp đen. Chị nào ưng cao cấp nào chốt cao cấp đó giùm em nha. Cao cấp đỏ, cao cấp đen. Cái mẫu này em cũng còn 2 con nên em sale cho mấy chị 130.000 nha, còn 2 con. Em sale 130 luôn. Đây, em cho mấy chị xem, hàng đá của nó rất là đẹp luôn. Ở trên đây là phối nhung giùm em nha. Mẫu cao cấp đỏ và cao cấp đen, ghi mã giùm em. Cao cấp đỏ, cao cấp đen. Rồi chị đợi thì chốt em kim sa. Mã kim sa, mà kim sa của chị là lấy màu đỏ, màu vàng chị ơi. Kim sa em có kim sa vàng với lại kim sa đỏ. Chị Đào Ngọc ưng kim sa nào chốt kim sa đó cho em nha. Còn mẫu này là mẫu cao cấp đen và cao cấp đỏ. Rồi ai ưng màu nào chốt màu đó. Lấy kim sa là kim sa màu nào chị yêu ơi? Ủa, là khúc màu này sao bao nhiêu ký vậy? Rồi lấy cái mẹ đi. Sao vậy? À, kim sa vàng, ok, chúc kim sa vàng cho chị Đào Ngọc nè. Ok, rồi bây giờ em sẽ lên áo lại mẹ ơi. Sẽ lên áo lại nè, bình phong đi. Rồi ok, để em lên áo ha. Chị kia chỉ kêu lên đồ bộ trung niên 65kg. Đồ bộ trung niên 65kg. Không, chị ấy á. Liên hệ phối bi nữa. Rồi ok, em sẽ lên mẫu này. Chị Hương Ngọc Lan đó mà. Mình không biết chị lấy cái mẫu nào nữa. Không biết là chị có mẫu nào rồi. Mình lên tải đi. Nói điện thoại đi cho. Mẹ đưa con mấy bộ bi ha. Mấy bộ bi còn thì chỉ là còn. Mà 65kg thứ 4 không ạ? Ừ. Rồi đây 65kg nè. Lên trung niên 65kg đây chưa cô ơi. Con lên hàng cao cấp đi nha. Con lên hàng cao cấp nha. Lấy áo đen bông xanh cho em đi. Áo đen bông xanh. À cái áo đen bông xanh này hả chị? Đây là cái áo đen bông xanh này giá 220 giùm em nha chị ơi. Áo này nhiều người hỏi lắm luôn á, còn đúng duy nhất một con luôn nè, 220. Hàng này là hàng xưởng sale luôn á mấy chị nha. Chứ mấy chị mua ở ngoài là chắc chắn sẽ hơn 250 luôn á. Tại vì người ta em hỏi ở chợ An Đông á là em thấy cái mẫu giống quá nên em mới hỏi. Thì á, người ta bỏ sỉ giá 230, em bán 220 luôn mấy chị thấy không? Là nếu mà người ta bán lẻ ra là hơn 250, người ta mới bán ra thôi. Thấy không? Em lấy được cái số lượng nên á, được cái giá nên nó sẽ ngon hơn. Rồi em sẽ bán mấy chị giá ngon hơn á mấy chị. Ở cái mẫu này không? Ghi giùm em mã đen xanh 220 đi rồi em chốt với chị luôn nha. Bạn em bấm thẻ ra đó. Chủ yếu là mấy chị ghi cú pháp để em bấm thẻ ra. Em bấm máy ra. Nha, đúng cái bộ đó, đúng cái áo đó thì chị ghi giùm em là áo đen xanh nha. Áo đen xanh 220. Khỏi ghi số điện thoại, tại vì em có luôn số điện thoại chị rồi, chỉ còn ghi mã thôi. Áo đen xanh 220 là có đơn. Form đó tầm cỡ 67kg đổ về, mặc vô tư, mặc đẹp luôn. Rồi đây 65kg đổ về, ghi giùm em mã. Mã này là 200.000. Đó. Rồi chị đổ người chốt em 200. Mã 200. Ghi giùm em là mã xanh riêu 200. Đây có đường chích ben luôn mấy chị nha, có đường nới ben luôn. Em có chích hai bên sẵn sau lưng cho mấy chị luôn rồi. Rồi ghi giùm em mã xanh riêu 200, hàng thiết kế nha. Áo đen xanh 220 ơi chị Đào Ngọc. Dạ ok chị.
áo này liên quan nhiều người hỏi lắm á, nhưng mà chưa trả lời, người ta chưa trả lời. Rồi ok em chốt chuyện nè. Rồi đây đen xanh đi chị Đào Ngọc, rồi xanh đen 200, xanh đen 200 giùm em với chị Nha, tay rất là đẹp luôn, xanh đen 200. Ủa xanh riêu 200, xanh riêu 200 á chị nha. Mình bến cái miếng thọc kia đi, hồi không hiểu luôn. Cái bộ này coi, bộ bi á, cái bộ giống bộ bi mà có cái màu tối á, thấy con size 65 kg đi, cho chị nhé, chị xem cái. Mấy chị có bận lửng không á chị, có bận lửng không, lửng mặt nhà, lửng dây, dây bản á mấy chị, chứ lại là đùi dây bản không, em lên cho mấy chị được. Có mấy chị mặc đồ cổ treo phía sau không, đồ bông cổ treo phía sau không mấy chị, em có size luôn, em có size luôn không mấy chị nha. Còn đồ trung niên giờ để em xem. Có bi cũng được vậy, có bi cũng trung niên nhở, có bi mà nó đó quen mua rồi. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt cho em nè, 65 kg đổ về giùm em mẫu này, 160 em xả 130. Mẫu này thì em còn ít thôi, ổ này mình còn có hai qua văn thôi mà. 3, 4 qua văn. Rồi đây rồi chị đã ưng thì chốt giùm em liền. 65 nè. 65 kg độ về giùm em. Ghi giùm em mã. Mã này là mã số mấy nè? Phải không? Chắc chưa? Chứ nãy là không phải rồi đó, đừng có kiểu vậy nha. Nãy là 35 ở đâu nay rồi nè, không có nói bậy với bà vậy nha, mẹ mày nhớ. Rồi ghi lại em mã số 1 đi, có nhỏ nhân viên á hỏi đọc mã cái nó hỏi nó tào lao không á chị, nó không nhớ thì nó la, không nhớ thì nó không nhớ mà nó tào lao mà. Rồi đây nè, rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền, chốt giùm em liền nha, ghi giùm em là mã số 1, mã số 1 65 kg đổ về. Cái này là em có size 70 kg đổ về đúng không ạ? 70 kg đổ về luôn nha. Rồi cái này 65 kg đổ về giùm em, mã số 1. Mã số 1 nè chị yêu ơi, rất là đẹp luôn, 130 ngàn thôi. 160 lận nhưng mà em đang xả 130. Rồi đây, con này mã số 2 cũng 130 luôn. Hàng này đang bán cái 160 lận nhưng mà còn được có qua, được có 4 qua gian nè. Em sale 130 luôn. Rồi 65 kg độ về, 130. Đó, form rất là đẹp nha. Đẹp không mấy chị ơi? Đẹp lắm luôn á chị nha. Rồi ai ưng thì chốt cho em liền. Đó, tay lỡ lỡ luôn mấy chị nha, rất là sang luôn. 130. Cô về, cô Ngọc Ngọc, nó kêu lên dập ly cái quên mất tiêu. Ừ, quên, cô Ngọc Ngọc còn xem cô Ngọc Ngọc ơi. Ừ. Luôn. Cô Ngọc Ngọc ơi, cô còn xem không dạ? Để cô lên xem cái nhập ly cho cô xem. Trời, nhiều khi con hay quên á, cô nhớ nhắc con nha. Tại vì con lên nhiều mẫu quá, cái hồi con quên mất tiêu hết trơn à. Nhớ là chỉ con giùm nha, nhớ là nhắc con giùm. Rồi đây rồi chị là ưu thì tốt mã 3. Mã số 3. Rồi ai ưu thì chốt em mã số 3. 65 kg đổ về mã 3. 65 kg đổ về qua văn này, qua văn mã số 3. Xoay lắm mấy chị ơi. Mã 3. Rồi con này là mã 4. Rồi em có 4 mã thôi, 4 mã, bộ này 65 kg đổ về. Đó, màu đỏ luôn nè. Đẹp quá. Rồi, mã số 4, con đỏ là mã số 4. Mã số 3, mã số 4, số 4 đẹp hơn á. Tùy theo nó chỉ thích thôi nha.
hay là có nhân. Rồi con này mã số 5 nè, 65kg đổ về, mã số 5 xe 130 luôn. Xe 130 luôn, đồ màu xe 130 luôn nè. Rồi mấy chị muốn lên gì mấy chị báo lên giùm em đi mấy chị. Muốn lên mẫu nào báo lên giùm em. Quá xuất sắc. Cái mi này 120 con á. Cái nào? Còn 3 con là xe 120. Rồi đây là chị là ưng thì chốt cho em liền. Con này 65kg về 130. Rồi con này em sell cho mấy chị 120 luôn. Có mẹ 120 đúng không? Rồi đây áo sơ mi nha, chất này là chất co giãn luôn, chất này là chất co giãn giùm em nha. Em sale cho mấy chị là giá 120 luôn, rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Giá là 120 một áo luôn, rồi chị nào ưng thì chốt cho em luôn nha. Em còn được có 3 áo thôi, mẫu này là em còn được 3 áo thôi. 67kg đổ về giùm em. Con này là 67kg đổ về, chị nào cao cao 70kg đổ về mặc vừa luôn, tại vì cái này là có độ co giãn ha. Em còn được 3 áo thôi. Sale 120 giùm em là sơ mi 120. Sơ mi 120 mã số. Mã số 5. Sơ mi 120 mã số 5. Rồi con màu này là mã số 6 nè. Con xanh này là mã số 6 giùm em. Có độ co giãn mấy chị nha. Rồi, mã này là mã số 6. Con này là mã số 6, 120 mã số 6. Rồi, 120 mã số 7. Quá đẹp luôn. Mã số 7. Ghi, mà quên bây giờ là ăn hoài. Rồi, con này là mã số 8, 220. Con này là mã 220 nè. Em vô lại mình chị xem nha. Con này là mã 220, giống như con mổ. Con này lấy xuống hả? À, giống con như này nè. Giống con này nha. Mã 220. 220 giùm em, đen xanh. Mã số. Số 7. Rồi. Rồi em đọc lại nha, con này 75kg mã số 1 nè. Áo lẻ nè. Áo lẻ. Mã số 1 giùm em, con này là mã số 1, 70, dòng eo 95. Dòng eo 95 là 75kg đổ về mặt dừa nha. Mã số 1 nè. Mã số 2. Mã số 2, 75kg, 80kg đổ về mặt dừa. Mã số 2, 80kg đổ về mặt dừa. Rồi con này là mã số 5. Mã số 5. Mã số 5 giùm em, 67kg đổ về mặt dừa, 67kg đổ về mặt dừa giùm em, 67kg đi. Trừ hao thì 67. Rồi con này mã số 6. Mã số 6. Mã số 9. Con này là mã số 9 2 lớp nha mấy chị nha. Con này là mã số 9 2 lớp giống trên đây, 220 một áo. À, mấy cái mà một lớp là một là 180, còn cái này hai lớp là 220 nha mấy chị nha. Rồi con này mã số 10. Mã số 10 2 lớp giống như kiểu trên đây luôn. Hồi nãy chị nào hỏi với cái mẫu trên đây. Đó, mẫu trên đây đó. Đây hai lớp đây. Mã số 10. Rồi con này là mã số 11. Con này là mã số 11 giùm em mấy chị nha, mã 11. Và con cuối cùng là mã 12, tay nó hơi lỡ nè mấy chị nha. Tay lỡ mấy chị nha. Mã 12. Rồi xong. Qua mẫu. Rồi chị nào lấy mã nào không? Chị nào muốn lên đầm không? Có chị nào muốn lên đầm hay lên gì mấy chị báo nha, còn không không muốn lên nữa em xuống like mấy chị nha. Không muốn lên gì nữa là em xuống like đó mấy chị ơi. Tay đầm này đầm mới về luôn. Đầm mới về mấy chị nha. Áo lẻ đến mặt thử cho mấy chị xem một con một con. Đây áo 220 nè. Áo 220 đây.
Hồi nãy chị nào kêu lên gặp ly mấy chị. Mấy chị hồi nãy kêu em mới lên gì em quên mất tiêu rồi, mấy chị nhớ nhắc giùm em nha. Tại vì em lên nhiều quá, em mặc nhiều quá cái hồi em gói á, em không có nhớ là mấy chị đang kêu cái gì. Nên mà mấy chị thấy em đó vừa mặc xong cái này á thì mấy chị kêu em lên cái trên của cái ký mấy chị, cái yêu cầu của mấy chị liền để em nhớ. Nhiều khi em hay quên, chứ phải là em không, không phải là em cố tình em không có lên cho mấy chị xem đâu, mà là em quên đó mấy chị, nhiều khi nhiều quá em quên. Rồi đây là chị đã ưng thì chốt cho em liền. Con này mã con mấy không? Mày ghi mày không coi không gặp gì trơn á, cái em nãy tao lấy số này số kia nữa. Số mấy? Mã 11 cho em nè. Đó, con này mã 11 nha. Ghi thì gặp bên kia, kiểm tra cái móc coi gặp bên kia liền. Rồi chị đã ưng mã 11, chốt mã 11 giùm em. Đó, ở phía trong là chất co giãn luôn, ở phía trong là chất co giãn giùm em nha. Rồi chị nào lấy nào thì chốt giùm em cái đó đó mấy chị ơi. Rồi còn chị nào lấy nào nữa không? Không xuống like mấy chị nha. Đầm hả? Chị đầm đẹp. Ok, đầm chị đầm đẹp bao nhiêu ký? 6-10 ký, đầm mấy 55 đầm đẹp luôn. Rồi ok. Đây, màu cam phải chị thích là lên cho thêm các con cũng được. Rồi nè chị yêu ơi, chị mốt một con cuối cùng mày ghi là cái số dụng cái đi. Rồi giờ gỡ mà người ta mà không thấy nữa là giờ họ xuống like cái giờ hỏi lại nữa không biết nè. Xuống vừa like cầm mình cái chén ra nè. Rồi đây nè, chờ cô Đặng đẹp ơi. Khoan, cái đầm hồi nãy cô mẹ con nói là cô thích nè. Đó, mẫu này mình đang bán nhiêu mà? 150. Chị đã ưng thì chốt em nó có màu luôn nha. Em có màu luôn, chị nào ưng thì chốt giùm em liền nha. Đẹp lắm luôn, màu cam, ai ưng cam, chút cam giùm em, có rất là nhiều màu. Ưng màu nào thì chốt màu đó, em cam. Ghi mã cam giùm em, ai ưng cam, chút cam. Cam nha, rồi bây giờ em sẽ đọc màu. Ưng màu nào chốt màu đó giùm em. Ưng màu nào giống như là mấy chị thích màu cam đi, thì chị mấy chị nói là cam có mấy màu, có mấy kiểu, thì em sẽ lên kiểu mấy chị lựa. Thì em sẽ lên kiểu mấy chị lựa nha. Bây giờ em chỉ đọc màu sơ qua cho mấy chị xem thôi. Còn mấy chị thích màu vàng thì chị hỏi em á là màu vàng là có bao nhiêu hoa văn, thì em sẽ đưa hoa văn lên cho mấy chị xem. Mỗi đầm là mẫu hoa văn khác nhau nha. Ok, đầm cam bạn đẹp mấy chị ơi. Đầm cam mặt đẹp quá. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Hàng này là cái hàng đính cước bằng cườm luôn mấy chị nha. Đính bằng tay luôn chứ không phải bằng máy đâu, nên nó rất là chắc luôn. Rất là công phu luôn mấy chị nha. Kết vô đây là mà cả ngày trời mà chỉ có 130, ủa là 140 thôi, ủa 150 thôi. 150 thôi đó mấy chị. Rồi đây, em sẽ đọc màu. Em sẽ đọc màu cho mấy chị lựa nha. Thích màu nào cứ kêu em lên cho mấy chị xem, cho mấy chị xem kiểu nha. Giống như là em có hai con cam thì em sẽ tìm cho mấy chị 2-3 con cam ra cho mấy chị lựa qua da nha. Rồi đây, mẫu này 150 đầm ngắn mấy chị nha. Đầm qua đầu gối nha mấy chị nha. Em có đầm dạ hội luôn, mà đầm dạ hội thì mẫu ít lắm. Em có cam nè, có đỏ nè, đỏ em có cũng có nhiều con luôn, nhiều qua da luôn. Màu vàng, vàng là tay ngắn nha, chỉ có vàng là tay ngắn thôi. Màu đen, màu đen em có qua da nhiều nữa. Màu đen, màu tím than, màu tím than. Ưng màu nào cho mấy chị báo lên giùm em cái màu đi, em lên cho mấy chị lựa qua văn. Màu xanh rêu, màu xanh rêu. Màu da, màu da. Màu đen, đó màu đen thêm một kiểu nè. Màu xanh dương, màu xanh dương. Màu xanh đen, xanh đen. Màu hồng, đó màu kem.
màu cam. Đó, màu đỏ nè. Màu đỏ. Màu đen. Màu xanh rêu. Màu vàng. Màu vàng. Đỏ nó đây. Quá xuất sắc luôn. Rồi mấy chị muốn lên màu gì? Em lên cho mấy chị lựa màu. Ưng màu nào chốt màu đó giùm em, 150 một áo nha mấy chị ơi. 150 một áo đầm. Đẹp lắm luôn, chất giải sao đen cao cấp hàng loại một luôn nha. Đó, thích đầm nào thì mấy chị báo em đầm đó nha mấy chị ơi. Thích đầm nào chốt đầm đó giùm em. Rồi. Ưng màu nào chốt màu đó nha. Còn không em xuống like mấy chị ơi. Không có chị nào chốt nữa thì em xuống like nha. Đúng rồi. Cô Đặng Đẹp là có Zalo nè. Có Zalo thì cô cứ thấy nào đẹp thì cô gửi qua giùm con nha. Chụp màn hình lại gửi qua giùm con nha. Rồi bây giờ chắc con xuống like mấy cô nha. Bây giờ con xuống like nha. Màu hồng mà sáng mai ký cho chị Trúc Linh, ok. Dạ đây, đâu màu hồng đâu. Còn ngoái màu hồng nào nữa không ạ? Còn hồng thì nói chung nhiều lắm. Nhiều thì đem qua đây hết cho con đi. Đưa trên sổ á. Thầy cũng nói cho đi. À chị là chị chốt luôn rồi đúng không? Lấy cho chị màu hồng sắm 2 kg rồi ok, để em đưa lên như vậy cho chị xem lại. Đây chị chúc. Chị chúc lên đây, chị chốt luôn đúng không? Đây hồng. Ok hồng của chị Trúc Linh nè. Ok hồng của chị Trúc Linh. Các chị thích màu gì thì nói cho em lên màu. Nè chú của chị Trúc Linh. Ví dụ màu hồng là em có nhiều hoa văn. Đó. Còn chị nào thích, mấy chị muốn lựa mấy chị kêu em lên cho mấy chị lựa. Còn không thì mấy chị cứ chốt. Thì em sẽ chốt mấy chị. Rồi bây giờ mấy chị em xuống like nha. Mấy chị kết bạn giùm em cái số Zalo này giùm em đi. Số Zalo của Lê Thắm mẹ em đăng hàng bên đó đó. Áo lẻ rồi em mới về em đăng bên đó luôn đó nha mấy chị nha. 0774842263 nha. Chốt bên Zalo giùm em, qua Zalo lựa mẫu chốt giùm em nha. Còn bây giờ em xuống like của mấy chị nha. Em xuống like, em lên đó em đăng đồ bộ áo lẻ, đồ bông, đồ màu, tất cả đều có hết mấy chị nha. Còn bây giờ mấy chị nào mà có đơn mấy chị nhớ nghe điện thoại giùm em nha, để em đi đơn cho kịp ngày cho mấy chị luôn. Có thể là ngày mai mấy chị sẽ nhận được hàng luôn. Rồi bây giờ bye bye mấy chị nha. Bye bye.